Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 115. Phá toái thần cung bên trong, Tiêu Phàm tâm thần toàn bộ chìm vào linh hồn bản thể, thí thần cũng đồng dạng xuất hiện ở hắn sau lưng, sinh tử luân hồi đồ huyền không, vô tận chi hỏa mãnh liệt, đề phòng đến cực điểm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cơ hồ đem linh hồn có thể thi triển tất cả thủ đoạn đều phát huy ra. Đối mặt Trường Sinh Đại Đế cấp độ kia tồn tại, Tiêu Phàm hoàn toàn không dám có bất luận cái gì khinh thường, cho dù như thế, hắn cũng cảm giác không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà, Tiêu Phàm chờ đợi nửa ngày, hắn tưởng tượng một màn kia lại thật lâu không có xuất hiện. Cái kia Trường Sinh Đại Đế linh hồn đây, Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trường Sinh thú linh hồn tiến vào bản thân mi tâm a, làm sao sẽ đột nhiên không thấy đây? Không thấy ngược lại còn tốt. Có thể Tiêu Phàm căn bản không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, liền tựa như cái kia Trường Sinh Đại Đế căn bản không có đi vào một dạng. Cho dù như thế, Tiêu Phàm cũng không dám buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, thần cung phá toái, Tiêu Phàm đối thần cung bên trong tất cả cũng đã không có hoàn toàn lực khống chế. Lấy Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái, đừng nói Trường Sinh thú cấp độ kia tồn tại, liền là cổ thần cảnh trung hậu kỳ cường giả linh hồn tiến đến, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Lần này, chính là nửa canh giờ, Tiêu Phàm tựa như đã trải qua một trận tuyệt thế đại chiến đồng dạng, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nhưng mà, hắn chờ đợi Trường Sinh Đại Đế linh hồn vẫn như cũ không có xuất hiện. Không phải là cố ý làm ta sợ a? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, rất nhanh lại hủy bỏ suy đoán này. Hắn đối Trường Sinh Đại Đế không hiểu nhiều, nhưng nghĩ đến lấy nó cái kia cường đại thực lực. Cũng căn bản không có tất yếu hù dọa bản thân. Hơn nữa, Bạch Ma đều nói như vậy, cái kia khẳng định sẽ không phạm sai lầm, Trường Sinh thú linh hồn 89 phần 10 tiến nhập hắn thể nội. Ngao ô đang lúc Tiêu Phàm trăm bề không hiểu được thời điểm, một đạo tiếng gào thét từ đằng xa trong hư vô truyền đến, nơi đó một mảnh đen kịt, dù là lấy Tiêu Phàm ánh mắt, cũng hoàn toàn bắt không đến. Bất quá hắn có thể rõ ràng phán đoán, thanh âm kia tuyệt đối là Trường Sinh thú không thể nghi ngờ. Hơn nữa, thanh âm kia bên trong còn có thê lương cùng sợ hãi. Nhưng Trường Sinh Đại Đế sợ hãi, Tiêu Phàm nghĩ đều không dám nghĩ, Trường Sinh Đại Đế linh hồn mặc dù bị giam cầm hơn trăm vạn năm, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không yếu so với thần vương cảnh a. Liền thần vương cảnh đều như thế sợ hãi, vậy nó đối mặt lại là thứ gì? Chẳng qua là làm Tiêu Phàm muốn tìm kiếm Trường Sinh thú thân ảnh lúc, lại là không thu hoạch được gì, căn bản bắt không đến Trường Sinh Đại Đế thân ảnh. Hơn nữa thanh âm kia xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân quá mức khẩn trương mà sinh ra ảo giác? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi. Ngao ô, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị buông lỏng cảnh giác, cái kia gào thét thanh âm vang lên lần nữa, lần này nghe đi lên càng thêm thê lương, thậm chí còn hàm chứa một tia tuyệt vọng ý vị, thanh âm thật lâu không dứt. Tiêu Phàm cau mày, hắn không cách nào tưởng tượng Trường Sinh Đại Đế gặp được cái gì. Nếu là thần cung chưa từng phá toái, Tiêu Phàm ngược lại là có thể tùy tiện cảm nhận được thần cung bên trong tất cả. Có thể hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát, hít sâu một cái, Tiêu Phàm ý niệm theo thanh âm kia vị trí tới gần. Nếu là địa phương khác, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, có thể nơi này lại là hắn thần cung bên trong, Tiêu Phàm hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ, tối đa cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Theo lấy Tiêu Phàm ý niệm tới gần, Trường Sinh Đại Đế kêu thảm thanh âm càng ngày càng lớn, Tiêu Phàm lờ mờ thấy được một đạo mơ hồ thân ảnh đang ra sức giãy giụa. Trường Sinh Đại Đế linh hồn cả người phát sáng, oánh oánh lập lòe, ở trong bóng tối lộ ra 10 phần dễ thấy. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không biết Trường Sinh Đại Đế đang giãy giụa cái gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được phía trước ẩn ẩn có hai cỗ khí thế tại giao phong. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm tiếp tục tới gần, mỗi một bước đều đi cẩn thận. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ cái kia Trường Sinh Đại Đế tại sao giãy giụa. Chỉ thấy Trường Sinh Đại Đế trên người, hiện lên một đạo hắc sắc hình bóng, hắc ảnh nhu nếu không xương, quấn quanh ở Trường Sinh Đại Đế trên người, gắt gao bao vây lấy nó. Ở cỗ kia trói buộc chi lực phía dưới, mặc cho Trường Sinh Đại Đế giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, Trường Sinh Đại Đế lực lượng, vậy mà ở bị cái kia hắc ảnh rút ra. Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được trong bóng đen cỗ kia nhiếp nhân tâm phách khí thế. Đây là thứ gì? Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, con ngươi nhìn chằm chằm hắc ảnh.
Nếu như cái này hắc ảnh muốn đoạt xá hắn lời nói, chẳng phải là đã sớm được như ý. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra, cái này hắc ảnh rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở hắn thần cung bên trong, chẳng lẽ là bởi vì thần cung phá toái nguyên nhân? Hay là nói, cái này hắc ảnh đã sớm tồn tại ở thần cung chúng? Không đúng, ta làm sao cảm giác cái này hắc ảnh quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, cau mày, tay phải nhẹ nhàng đập đầu. Đột nhiên, Tiêu Phàm con người co rụt lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo kia hắc ảnh, run giọng nói, là nó, Tu La Ma Ảnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, cái kia Tu La Ma Ảnh không phải nó tu luyện đi ra sao, làm sao sẽ chủ động đối Trường Sinh Đại Đế xuất thủ đây. Hơn nữa, cái này thực lực cũng quá biến thái a, chính hắn thực lực cũng chính là thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể tu luyện ra ma ảnh lại kinh khủng như vậy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn có thể nhất định là, trước mắt hắc ảnh khẳng định không phải Tu La Ma Ảnh, chí ít không chỉ là Tu La Ma Ảnh. Tiểu quỷ, người rốt cuộc là người nào, là ai? Trường Sinh Đại Đế linh hồn cũng phát hiện Tiêu Phàm ý niệm tồn tại, tức khắc gào thét. Nó đem hết toàn lực hướng về Tiêu Phàm tới gần, muốn giết chết Tiêu Phàm, có thể cái kia hắc ảnh lại gắt gao lôi kéo nó, thôn vệ hắn lực lượng. Hơn nữa theo lấy Trường Sinh Đại Đế lực lượng giảm bớt, hắc ảnh lại biến càng ngày càng mạnh, hơn nữa biến càng ngày càng bá đạo cùng cường thế. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, phun ra hai chữ. Tiêu gia, ngươi là thái cổ thế gia vọng tộc, Tiêu gia người. Trường Sinh Đại Đế trong giọng nói đều là sợ hãi, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Thái cổ thế gia vọng tộc Tiêu gia, Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này thái cổ thần giới cũng có Tiêu gia sao? Hơn nữa, nhìn Trường Sinh Đại Đế thần sắc, nó có vẻ như đối thái cổ thế gia vọng tộc Tiêu gia 10 phần sợ hãi, dù là hắn Tiêu Phàm chỉ là thiên thần cảnh, đối phương cũng không dám đắc tội hắn. Đang lúc Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, Trường Sinh Đại Đế thanh âm tiếp tục vang lên, tiểu huynh đệ, có nhiều đắc tội, còn mời tha ta một mạng. Nghe được lời này, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, Trường Sinh Đại Đế nhân vật bậc nào, vậy mà ở hướng bản thân xin khoan dung. Hắn biết rõ, Trường Sinh Đại Đế không phải sợ hắn, mà là sợ thái cổ thế gia vọng tộc Tiêu gia, chẳng lẽ cái kia Tiêu gia thật như thế đáng sợ sao? Tha cho ngươi một mạng, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, Trường Sinh Đại Đế muốn giết hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha cho hắn một mạng? Nếu như không phải Tu La Ma Ảnh vây khốn nó, đối phương cũng không có khả năng tha cho hắn Tiêu Phàm. Huống chi, cho dù hắn nghĩ tha Trường Sinh Đại Đế, cũng không có khả năng, bởi vì hắn giờ phút này không cách nào điều khiển Tu La Ma Ảnh. Hơn nữa, hắn cũng không dám hứa chắc thả Trường Sinh Đại Đế sau đó, Trường Sinh Đại Đế liền sẽ tùy tiện rời đi, 89 phần 10 sẽ giết hắn Tiêu Phàm, hủy thi diệt tích. Là, tha ta một mạng, từ nay về sau, ta nguyện ý vì các hạ phục vụ vạn năm, hơn nữa. Trường Sinh Đại Đế không có thiết tháo chút nào chuẩn bị cầu xin tha thứ. Không cần, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, trực tiếp đoạn nói, ta không muốn bên người nhiều một cái không ổn định nhân tố. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm hướng hậu phương thối lui, trên người sát ý không có mảy may hạ thấp, ngược lại càng thêm hừng hực lên. Hắn như thế nào không biết, cái này Trường Sinh Đại Đế chỉ là tạm thời cầu xin tha thứ mà thôi, một khi thả hắn, đoán chừng chết liền là hắn Tiêu Phàm. Quả nhiên, một thoáng thời gian, Trường Sinh Đại Đế đột nhiên sắc mặt phát lạnh, biến vô cùng dữ tợn lên, quát ầm lên, tiểu quỷ, bản đại đế cùng ngươi cầu xin tha thứ ngươi dĩ nhiên còn không đáp ứng, vậy ngươi liền cho bản đại đế chôn cùng a. Gào thét một tiếng, Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên dùng hết toàn lực hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng thao túng vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, tuôn hướng đánh tới Trường Sinh Đại Đế. Đồng thời hắn thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Cho dù bị trói buộc hơn trăm vạn năm, cho dù bị Tu La Ma Ảnh vây khốn, Trường Sinh Đại Đế phát ra uy thế vẫn như cũ không thể khinh thường. Bảo thủ đoán chừng, hắn linh hồn cường độ cũng không yếu so với cổ thần cảnh đỉnh phong, cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa, đây là bị Tu La Ma Ảnh cuốn lấy cùng thôn vệ lực lượng kết quả, nếu là không có Tu La Ma Ảnh vây khốn nó, Tiêu Phàm khả năng liền tao ương. A, Trường Sinh Đại Đế gầm thét, bị vô tận chi hỏa đốt cháy thống khổ, có thể cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vô tận chi hỏa đột phá cổ hỏa sau đó,
cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong, không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn. Tiêu Phàm cũng sẽ không ngốc đến cùng nó đi cứng đối cứng, dùng vô tận chi hỏa cuốn lấy nó, chính hắn liền giấu vào vô biên hắc ám chúng. Thần cung cố nhiên phá toái, nhưng Tiêu Phàm cảm ứng cự ly, cũng xa không phải Trường Sinh Đại Đế có thể so sánh. Tiểu tạp chủng, có gan đi ra. Trường Sinh Đại Đế gào thét thanh âm vang lên, hắn bị vô tận chi hỏa nung khô lấy, vừa mới cỗ kia đáng sợ khí thế đã bị áp chế xuống. Tu La Ma Ảnh gắt gao cuốn lấy nó, thôn vệ nó lực lượng. Ngươi thế nhưng là đường đường đại đế, chẳng lẽ còn muốn cùng ta hôm nay thần cảnh ngạnh bính hay sao? Ngươi cần thể diện không? Trong bóng tối truyền đến Tiêu Phàm khinh thường thanh âm. Mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng lão tử không muốn sống à, còn đi ra, một phần vạn Tu La Ma Ảnh khốn không được ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi còn không phải tùy tiện liền có thể giết chết ta. Trường Sinh Đại Đế nhe răng trợn mắt, hắn vốn liền bị bạch ma trọng thương, bây giờ lại bị Tu La Ma Ảnh cùng vô tận chi hỏa làm hao mòn, trên người khí thế càng ngày càng yếu. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Trường Sinh Đại Đế mặt trong lòng không cam lòng, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, nó bực này nhân vật, lúc trước cùng đỉnh phong thời kỳ bạch ma đối chiến đều có thể còn sống sót. Mà hiện tại, nó lại muốn chết ở một cái thiên thần cảnh run rế trong tay. Cái này khiến nó như thế nào cam tâm đây? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, nó linh hồn thoát ly bản thể, tiến nhập Tiêu Phàm phá toái thần cung bên trong, còn xảo mà xảo bị nhận lấy Tu La Ma Ảnh công kích. Nếu như nó gặp gỡ là Tiêu Phàm linh hồn bản thể cùng thí thần, như vậy nó hiện tại khả năng cũng đã thành công đoạt xá Tiêu Phàm. Kỳ thật điểm này Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, hắn chỉ nhớ kỹ, bản thân thức tỉnh Tu La huyết mạch đến trình độ nhất định thời điểm. Liền có thể thi triển cái này Tu La Ma Ảnh. Về sau, tỏa hồn châu phá toái sau đó, một khỏa huyết sắc nhãn cầu tiến nhập Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm tại lấy được kinh khủng đồng thuật nghịch loạn lúc, còn nhường cái này Tu La Ma Ảnh mạnh lên không ít. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là Tu La Ma Ảnh nhiều nhất cũng liền có thể đối phó cổ thần trung kỳ cường giả mà thôi, hơn nữa còn được ở chính mình phối hợp xuống. Có thể hiện tại, Tu La Ma Ảnh dĩ nhiên chủ động xuất kích, còn cuốn lấy cổ thần cảnh đỉnh phong cấp bậc Trường Sinh Đại Đế. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiêu Phàm hiện tại nhưng không có bất luận cái gì đồng tình ý tứ, bạch ma cố nhiên là địch nhân, nhưng Trường Sinh Đại Đế cũng đồng dạng không phải tốt mặt hàng. Hai người kia, đều đáng chết. Nửa canh giờ sau đó, Trường Sinh Đại Đế khí tức sốt cục dịu xuống một chút, Tiêu Phàm chỉ có thể cảm ứng được như có như không khí tức. Để tránh Trường Sinh Đại Đế chơi lừa gạt, Tiêu Phàm linh hồn bản thể cẩn thận từng ly từng tí tới gần, khi hắn nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế hấp hối thời khắc, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu quỷ, ngươi giết ta, chính là thái cổ thần giới tội nhân. Trường Sinh Đại Đế nói chuyện đều cố hết sức, nhưng nó con ngươi lại 10 phần băng lãnh. Chỉ bất quá giết một đầu nghiệt xúc mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nhìn xem trước mắt dường như sói không phải là sói, dường như hổ không phải là hổ Trường Sinh Đại Đế, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nghiệt xúc, Trường Sinh Đại Đế nhe răng trợn mắt, hiển nhiên vì xưng hô thế này mà cảm thấy vô cùng phẫn hận, bản đế vì thái cổ thần giới đổ máu thời điểm, người cái này thằng danh con liền chơi bùn đều không biết. Ta mới sống hơn 20 năm, tự nhiên sẽ không. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, cái này Trường Sinh thú sống hơn 100 vạn năm tuế nguyệt, tự nhiên không phải hắn Tiêu Phàm có thể bằng được. Trường Sinh Đại Đế nhất thời nghẹn lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dừng một chút, thần sắc trịnh trọng nói, có một chút ngươi nói cũng đúng, có lẽ ngươi chính là thái cổ thần giới chảy không ít huyết, có thể cái này cũng không đại biểu ngươi có giết ta quyền lực, đồng dạng, ta mệnh có lẽ không bằng ngươi, nhưng run dế còn sống tạm bợ, ta giết ngươi lại có gì sai. Trường Sinh Đại Đế khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, mà ngươi lại có thể cùng bản đế mệnh so sánh. Bản đế giận dữ, thây nằm ước vạn, đổ máu nghìn vạn giảm. Đối với thái cổ thần giới, bản đế mệnh, có thể giá trị ngươi ức phạt. Đáng tiếc, ngươi hiện tại còn không phải một cái người sắp chết. Tiêu Phàm tâm tính biết bao kiên định, há lại sẽ bị hắn một hai câu liền có thể thuyết phục. Dừng một chút, lại nói, hiện tại ngươi thua ở trong tay của ta, có phải hay không cũng từ khía cạnh nói rõ, ngươi không bằng ta. Đã ngươi không bằng ta, vậy ngươi mệnh lại còn sẽ có ta trọng yếu. Nói câu không tốt nghe. Ngươi chỉ là 100 vạn năm trước đào thải người mà thôi, mà ta tin tưởng bản thân một ngày nào đó sẽ đi đến ngươi cái này độ cao.
Về phần giết ngươi cho thái cổ thần giới mang đến tổn thất, ta sẽ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần còn cho giới này, cho nên, ngươi có phải hay không có thể đi chết đây? Tiêu Phàm lời nói âm vang hữu lực, giống như kinh lôi quanh quẩn tại Trường Sinh Đại Đế bên tai. Trường Sinh Đại Đế cũng bị Tiêu Phàm khí thế cho khiếp sợ đến, nó vừa mới nói chuyện, cố ý sử dụng một loại đại đế cường giả đặc thù thủ đoạn, muốn thuyết phục Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm chẳng những không có bị thuyết phục, vậy mà còn kém chút bắt hắn cho thuyết phục. Dựa theo Tiêu Phàm nói, vậy nó Trường Sinh Đại Đế, chẳng phải là hẳn là tự sát ở trước mặt Tiêu Phàm. Không biết tại sao, Trường Sinh Đại Đế phát hiện Tiêu Phàm cùng hắn gặp qua thiên thần cảnh tu sĩ toàn bộ đều khác biệt, cỗ kia vô hình bên trong phát ra uy nghiêm, liền hắn cái này đại đế đều ẩn ẩn hơi có không bằng. Chẳng lẽ hôm nay ta thực sự tai kiếp khó thoát? Trường Sinh Đại Đế trong lòng cực kỳ không cam lòng, hơi tàn hơn trăm vạn năm, chính là vì sống sót, lại làm sao có thể chết ở nơi này đây? Đáng tiếc, nó loại trạng thái này, cơ hồ là không có bất luận cái gì đường phản kháng, Tu La Ma Ảnh thôn vệ nó lực lượng, hắn giờ phút này nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra cổ thần cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Dù là đối mặt Tiêu Phàm, nó cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế trong mắt chuyển động, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói câu không tốt nghe, chỉ ngươi dạng này liền chính mình người đều có thể đổ sát người, theo ý ta ngươi, ngươi so cái kia bạch ma càng thêm đáng hận, cho nên ngươi, đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, cuồn cuộn vô tận chi hỏa lần nữa mãnh liệt cuộn trào ra, đốt cháy càng thêm điên cuồng lên. Tiểu quỷ, ngươi nói không sai, có lẽ mạng ngươi so bản đế mạng trọng yếu, nhưng liền bằng ngươi cũng muốn giết bản đế. Đơn giản liền là thiên đại cười. Trường Sinh Đại Đế cực kỳ khinh thường nói. A ô, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, lại một đạo to lớn hắc ảnh từ Trường Sinh Đại Đế sau lưng phù hiện, mở ra bồn máu miệng lớn, một ngụm hướng về Trường Sinh Đại Đế nuốt đi. Thí thần, Trường Sinh Đại Đế kinh khủng nhìn xem đạo kia hắc ảnh, nó cảm giác được một cỗ tử vong cảm giác quanh quẩn bản thân, mà nó căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có một đạo thanh âm vang lên. Nói nhảm nhiều lắm, Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, lời này cũng là Trường Sinh Đại Đế cuối cùng nghe được thanh âm. Trường sinh thú nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân đường đường đại đế, vậy mà sẽ chết ở một cái thiên thần cảnh tu sĩ trong tay, không cam lòng đồng thời, nó nhiều hơn là không tin. Nó nguyên bản làm xong cùng Tiêu Phàm liều mạng chuẩn bị, nếu như Tiêu Phàm xuất thủ đối phó nó, cho dù giết không chết Tiêu Phàm sống sót, cũng có thể lôi kéo Tiêu Phàm đệm lưng. Nhưng mà, thí thần xuất hiện vượt quá nó dự kiến, thậm chí để nó lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Phải biết, thí thần thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, so với nó bản thể cũng không yếu, một khi bị nuốt vào, nó bản thân tuyệt đối không có phản kháng lực lượng. Sự thật cũng là như thế, chốc lát sau đó, Trường Sinh Đại Đế liền triệt để không có âm thanh. Phi, liền cái này mặt hàng. Hay là đại đế? Tiêu Phàm khinh thường phun một bãi đờm. Nếu là những người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ hít vào ngụm khí lạnh, thầm than Tiêu Phàm tâm quá lớn, cũng dám không nhìn đại đế cấp bậc tồn tại. Hống, đột nhiên, một đạo điên cuồng nổi giận rít gào vang lên, lại là thí thần há miệng gào thét, đáng sợ uy thế, chấn động đến không gian đều run rẩy kịch liệt, nguyên bản phá toái thần cung, bắt đầu tăng nhanh tốc độ sụp đổ. Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kinh ngạc nhìn xem thí thần, thần cung sụp đổ vốn liền là không ngăn cản được sự tình, có thể thí thần, lại ẩn ẩn đã có loại muốn đột phá dấu hiệu. Thí thần muốn đột phá cổ thần cảnh sao? Tiêu Phàm tin tưởng, một khi thí thần đột phá cổ thần cảnh, nó bản thân khả năng liền lại nhiều to lớn át chủ bài A, lấy thí thần biến thái năng lực, cho dù gặp gỡ cổ thần cảnh hậu kỳ hắn cũng có thể không sợ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi và thí thần, chỉ thấy thí thần cả người hắc sắc phụ khí quay cuồng. Phát ra một cỗ không thể địch nổi uy thế. Nó rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, lại làm cho Tiêu Phàm có loại quỳ bái cảm giác. Chờ đợi nửa ngày, nhưng Tiêu Phàm thất vọng là, thí thần căn bản không có đột phá cổ thần cảnh dấu hiệu, vẫn như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh đỉnh phong. Đây là tại sao, chẳng lẽ thí thần cũng bởi vì ta tự thân tu vi hạn chế, mà không cách nào đột phá sao? Tiêu Phàm trong lòng 10 phần không hiểu. Ong ong lời nói chưa dứt thanh âm, đột nhiên xảy ra dị biến, lại là nhìn thấy thí thần chung quanh, đột nhiên trán phóng sáng chói hà quang vạn trượng,
đem thần cung bên trong hắc ám đều xua tan không còn một mảnh. Ngoại giới, hoàn toàn chiếm cứ trường sinh thú nhục thân Bạch Ma đột nhiên con người cũng hơi hơi co rụt lại, lại là mảnh này không gian bên trong, tất cả bạch sắc sương mù toàn bộ đều tiêu tán không còn một mảnh. Chiếm lấy là vô số hà quang chút xuống, chiếu xuống tứ phương, đồng thời, nó cảm giác mình trên người có một loại kỳ lạ lực lượng tại sói mòn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là cấp độ lực lượng tại sói mòn, trường sinh bị giết. Hơn nữa còn bị thần thú chiếm cấp độ lực lượng. Bạch Ma thì thào mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm trên người quanh quẩn từng đạo bạch sắc quang mang, ngăn cản bất luận kẻ nào quan sát. Nắm giữ so bản đế còn muốn cường đại mệnh thạch, lại là thần thú thân phận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bạch Ma tự lẩm bẩm, lấy nó cái kia cuồng vọng tính cách, thế nhưng là cho tới bây giờ không có e ngại qua người nào. Nhưng là hôm nay, nó nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, ẩn ẩn có lấy một tia vẻ sợ hãi, thậm chí còn có một tia bất an. Hà quang nở rộ một màn, không chỉ có phát sinh ở chỗ này, cũng đồng dạng phát sinh ở vô thần đảo, thậm chí, thái cổ thần giới chỉ ít có vài chục vực đều bị hà quang bao phủ. Như thế kinh người dị tượng, các vực tuyệt đỉnh nhân vật nhao nhao đi ra nơi tu luyện, vô cùng kinh ngạc nhìn xem thiên khung phía trên. Ầm ầm, ngay sau đó, thiên khung kinh lôi trận trận, tựa như đang hướng toàn bộ thiên hạ biểu hiện cái gì. Một mảnh không biết địa vực, một cái ưu nhã tĩnh mịch sơn cốc bên trong. Có một cái nhỏ nhà lá trước ngồi một cái bạch bào lão giả tóc trắng bạch mi, một mặt hiền lành. Bạch bào lão giả ngón tay khẽ động, tựa như tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì, chốc lát sau đó, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, Phàm Nhi, ngươi trưởng thành thật đúng là vượt qua ta ý liệu, dĩ nhiên nhanh như vậy liền nhường thí thần tấn cấp. Chỉ là không biết, thí thần trở thành thứ mấy thần thú. Lão giả vừa dứt lời. Nơi xa đột nhiên bay tới một cái bạch bào thanh niên phong thần như ngọc, anh tuấn tiêu sái. Sư tôn, ngài gọi ta, bạch bào thanh niên cung kính thi lễ nói, nhìn về phía bạch bào lão giả ánh mắt hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính sợ. Thiên cơ, cùng ở bên người vi sư mấy tháng A, người cũng hẳn là rời đi. Bạch bào lão giả thản nhiên nói. Sư tôn, bạch bào thanh niên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nguyên bản coi là sư tôn muốn chuyển cho hắn mới đổ vật, thật không nghĩ đến, lại là nhường hắn rời đi. Nhưng hắn mới đi theo bạch bào lão giả học được mấy tháng A, hiện tại liền rời đi, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Không chờ hắn nói xong, bạch bào lão giả liền lắc lắc đầu, đi thôi, lấy ngươi thiên phú, đi theo vi sư mặc dù chỉ có mấy tháng, lại thắng được người khác ngàn vạn năm, ngươi còn tuổi trẻ, không nên rời xa hồng trần, nhập thế mới có thể ra đời. Bạch bào thanh niên trên mặt mặc dù vẫn như cũ lộ ra không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, bản thân là không thể nào lưu lại. Còn mời sư tôn chỉ rõ, đồ nhi nên đi phương nào. Bạch bào thanh niên hít sâu một cái, bình phục một cái nỗi lòng, hơi hơi một xá nói. Trời đất bao la, tùy tâm mà đi. Bạch bào lão giả bình tĩnh đáp lại. Bạch bào thanh niên còn muốn hỏi thăm cái gì, song khi hắn ngẩng đầu thời khắc, lại là phát hiện. Hắn sư tôn bạch bào lão giả cũng đã biến mất ở trước mắt, một chút tung tích đều không thể tìm ra. Đồ nhi bái tạ sư ân, bạch bào thanh niên quỳ trên mặt đất, hướng về phía bạch bào lão giả vị trí địa phương thật sâu bại tam bái, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, rời đi sơn cốc. Mà giờ phút này, các vực lại 10 phần không bình tĩnh, khắp nơi đều đang nghị luận hà quang đầy trời sự tình, đủ loại phiên bản tầng tầng lớp lớp. Dị tượng như thế, tất nhiên là có kinh thiên dị bảo xuất thế. Đoán chừng các vực các cường giả đều ngồi không yên. Cái gì dị bảo dị tượng có thể truyền khắp mấy chục trên trăm vực, theo ta thấy, đoán chừng là thiên địa đại biến, dạng này sự tình trước kia cũng không phải không có phát sinh qua. Không phải, là thần thú tấn cấp, tin đồn thần thú bài danh bảng tiến lên 100 thần thú giao phong, bài danh dựa vào sau thần thú đánh bại hoặc là đánh giết bài danh phía trên thần thú, tấn cấp thần thú bảng xếp hạng khả năng tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thần thú tấn cấp, làm sao có thể như thế rộng lớn dị tượng, thần thú càng là gần phía trước, hoặc là tấn cấp thứ tự càng nhiều, dị tượng lại càng rộng lớn, cái này lại có cái gì quá không được. Các vực tu sĩ, khắp nơi đều đang nghị luận chân trời dị tượng sự tình, rất nhiều cường giả cũng đã bắt đầu hành động, bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm dị bảo.
Tất cả những thứ này kẻ khởi xướng Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này còn một mặt phiền muộn nhìn xem thí thần, nhìn thấy thí thần không có đột phá, hắn trong lòng 10 phần thất vọng. Nếu như cho người biết rõ, thần thú tấn cấp Tiêu Phàm còn sẽ phiền muộn, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Nhìn xem trước mắt thí thần, Tiêu Phàm có loại không nói ra được tư vị, hắn luôn cảm giác thí thần phát sinh biến hóa, nhưng là chỗ nào biến hóa, hắn lại không thể nói đến. Nếu không còn chuyện gì, vậy trước tiên rời đi lại nói, thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tâm thần nháy mắt rời khỏi phá toái thần cung bên trong. Trường sinh đại đế sự tình lại làm trễ nãi hắn không ít thời gian, giờ phút này cự ly thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ hai chỉ còn lại không đến 5 cái canh giờ thời gian. Người giết trường sinh, vừa mới xuất hiện, Tiêu Phàm liền nghênh đón trường sinh thú sắc bén ánh mắt. Không, nói cho đúng là bạch ma. Bởi vì trường sinh đại đế đã chết. Vậy ngươi nghĩ sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, trường sinh đại đế muốn đoạt xá hắn, không phải ngươi chết chính là ta vong, Tiêu Phàm tự nhiên không có khả năng lưu tình. Bạch ma nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, mặc dù cũng đã đoán được, nhưng chân chính nghe được, lại là một chuyện khác. Hiện tại, đến phiên ngươi, Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Hiện tại, đến phiên ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói quanh quẩn tại Bạch Ma bên tai, nếu như là trước đó, Bạch Ma nơi nào sẽ đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Coi như Tiêu Phàm vận khí tốt chiếm được so với hắn lợi hại mệnh thạch, nhưng muốn giết chết hắn, vậy cũng cơ bản là không thể nào. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm liền trường sinh đại đế đều giết chết, hắn Bạch Ma lại còn lại là Tiêu Phàm đối thủ. Tiểu tử, người cũng đã chiếm được trường sinh cấp độ lực lượng, không muốn lòng tham không đủ. Bạch ma thần sắc băng lãnh vô cùng, dù là Tiêu Phàm giết trường sinh đại đế, hắn cũng đồng dạng không sợ hãi. Cấp độ lực lượng, Tiêu Phàm một mặt nghi hoặc nhìn xem bạch ma, không biết cấp độ lực lượng là ý gì, bất quá hắn cũng không quan tâm, nói trường sinh đại đế mặc dù không phải tốt mặt hàng, nhưng ngươi khẳng định không phải đồ tốt, nên giết. Khác không nói, liền là bạch ma trước đó một câu kia muốn tàn sát trên trăm vực sinh linh, mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận. Liền đủ để chứng minh ra hỏa này phẩm tính. Lúc này bản thân đã có thể giết hắn, lại có thể cướp đi cái kia trạm lam sắc bảo thạch bên trong lực lượng, dạng này sự tình lại cớ sao mà không làm đây. Giết bạch ma, cũng coi như là cho vô số cương vực trừ hại, nếu là ra hỏa này chạy trốn ra ngoài, còn không biết bao nhiêu người muốn chết đây. Nhân loại quả nhiên là rất hèn hạ vô sỉ hạng người, trường sinh theo nhân loại, mới có thể biến âm hiểm như thế. Bạch ma con người băng lãnh đến cực điểm. Dù là hắn bị khốn trụ, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi nghĩ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này bạch ma mặc dù là địch nhân, nhưng là so trường sinh đại đế phải có dũng khí nhiều, cũng càng thêm ngạo khí. Bất quá, bằng vào những cái này, còn không đủ để cho Tiêu Phàm tha thứ hắn. Huống chi, hắn Tiêu Phàm nhường hắn cùng với trường sinh đại đế hai cái tàn sát lẫn nhau. Vốn chính là vì thừa cơ giết chết hai người. Hiện tại cơ hội tới, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Tiêu Phàm không có để ý tới bạch ma, bắt đầu điên cuồng mà rút ra cái kia trạm lam sắc thạch đầu lực lượng. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, theo lấy trạm lam sắc thạch đầu biến ảm đạm lên, trường sinh thú cũng lộ ra càng ngày càng già nua. Trường sinh thú, cũng không nhất định có thể trường sinh, liền tựa như hiện tại. Tiểu tử, người đừng bức ta. Bạch ma mặt âm trầm. Người duy nhất công kích thủ đoạn, cái kia ác tâm chất lỏng đều không làm gì được ta, người cảm thấy người còn có thể giết chết ta sao? Hay là nói, người cũng muốn cùng trường sinh một dạng? Tiêu Phàm khinh thường nói, cùng trường sinh một dạng, bạch ma hắn có thể không dám, hắn linh hồn cùng trường sinh đại đế tương xứng, Tiêu Phàm có thể giết chết trường sinh đại đế, cũng đồng dạng có thể giết chết hắn. Mặt khác, hắn cũng không thể rời đi trường sinh thú thân thể, một khi rời đi, hắn cự ly chết cũng không xa, đây cũng là hắn lên 100 vạn năm đều bị vây ở đây mà nguyên nhân. Nếu không mà nói, bạch ma sớm liền rời đi. Bạch ma nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, đáng tiếc là, hắn hiện tại chỉ là tù nhân. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn từ trường sinh thú mi tâm truyền đến. Lại là nhìn thấy viên kia trạm lam sắc bảo thạch đã nứt ra một đạo nhỏ bé liệt phùng, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Hống, bạch ma gầm thét một tiếng, cuồn cuộn khí thế hung ác bộc phát ra,
giờ phút này hắn hoàn toàn đem bản thân trở thành trường sinh thú, ngay cả lời đều quên nói, chỉ biết rõ dùng gào thét để phát tiết phẫn nộ. Hoa lạp lạp, bạch ma giãy giụa, nhưng những cái kia xuyên thần tâm tỏa đều bắt đầu rung động kịch liệt lên, trường sinh thú trên người càng là chảy ra không ít máu tươi. Khẩn trương, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, nhìn thấy bạch ma không cách nào tránh thoát, hắn cũng thở dài một hơi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục phá hư trạm lam sắc bảo thạch, mà là đưa tay một kiếm chém ra, hướng về bảo thạch chém đi. Bạch ma còn coi là Tiêu Phàm muốn hủy đi trạm lam sắc bảo thạch, vội vàng hướng một bên tránh đi, nhưng mà, trường sinh thú đầu cũng bị dây sắt giam cấm, căn bản không thể động đậy. Ầm một tiếng, trạm lam sắc bảo thạch đột nhiên bay vụt mà lên, thoát ly trường sinh thú mi tâm, lập tức bị một đạo thần văn bao khỏa, vững vàng rơi vào Tiêu Phàm mi tâm. Danh con, đem mệnh thạch còn cho bản đế. Bạch ma ra sức gầm thét, tựa như mất đi trọng yếu nhất đồ vật một dạng. Tiêu Phàm đánh giá trong tay trạm lam sắc bảo thạch, tựa như không có nghe được bạch ma lời nói đồng dạng, trong lòng trầm ngâm nói, mặc dù không biết mệnh thạch là thứ gì, nhưng bên trong hàm chứa vô cùng tinh thuần năng lượng, sư huynh mệnh cách cùng linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, ta không dám loạn động, nhưng dùng cái này mệnh thạch, có lẽ có thể đủ để nó khôi phục cũng không nhất định. Trong đầu hắn giờ phút này lại là nhớ tới huyết vô tuyệt, những năm gần đây, hắn một mực đều ở nghĩ đến như thế nào phục sinh huyết vô tuyệt, đáng tiếc vẫn không có tìm tới đáng tin biện pháp. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy mai này trạm lam sắc bảo thạch thời khắc, hắn liền đã có dự định, về sau cường đại sau đó, tìm cơ hội lại đến vô thần đảo một chuyến. Nhưng mà, Tiêu Phàm không nghĩ đến là, khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trường sinh đại đế dĩ nhiên đoạt xá hắn. Sự tình cũng dạng này phong hồi lộ chuyển. Mặc dù bị trường sinh đại đế đánh lén, nhưng là xem như hữu kinh vô hiểm, hơn nữa cũng không phải là không thu hoạch được gì. Có cái này trạm lam sắc mệnh thạch tại, Tiêu Phàm có rất lớn nắm chắc nhường huyết vô tuyệt tỉnh lại. Tiểu quỷ, có nghe hay không, đem mệnh thạch còn cho bản đế. Bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, gầm thét không thôi, không để ý thân thể đau đớn, không ngừng giãy giụa lấy. Tiêu Phàm nắm chặt trạm lam sắc mệnh thạch, hắn mặc dù không biết mệnh thạch có cái gì cái khác tác dụng, nhưng từ bạch ma thái độ có thể đoán được một chút, vật này, tất nhiên đầy đủ chân quý. Nhưng mà sau một khắc, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình phát sinh, lại là bạch sắc thạch đầu đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng, bọc lấy trong tay hắn trạm lam sắc mệnh thạch. Trạm lam sắc mệnh thạch đạo kia vết rách dĩ nhiên quỷ dị phục hồi như cũ, hơn nữa Tiêu Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác. Bản thân có thể tùy tiện hủy diệt nó. Loại này cảm giác, liền tựa như hắn khống chế trạm lam sắc bảo thạch một dạng, hơn nữa xuyên thấu qua trạm lam sắc bảo thạch, Tiêu Phàm phát hiện bản thân dường như có thể tùy tiện trưởng khống bạch ma tính mệnh. Danh con, có nghe hay không, cẩn thận bản đế chạy ra tìm đường sống sau, diệt ngươi cửu tộc. Bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, tức khắc bắt đầu uy hiếp. Nhiệt xúc, bị ta im miệng, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Gầm thét một tiếng. Ô ô ô, bạch ma còn muốn tiếp tục uy hiếp cùng nhục mạ Tiêu Phàm, có thể nó lại đột nhiên không căng ra miệng, chỉ có thể ô ô chu lên. Cái này, Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt, kỳ lạ nhìn xem trường sinh thú, chẳng lẽ bạch ma liền dạng này bị khống chế. Cái này cũng quá kỳ diệu a, phải biết, bạch ma thế nhưng là đại đế a, siêu việt thần vương cấp bậc tồn tại, mặc dù hiện tại phát huy không ra đỉnh phong thực lực, nhưng dù sao cũng là đại đế cường giả. Hơn nữa, hắn khống chế trường sinh thú nhục thân, cũng là đồng cấp bậc tồn tại, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị chế phục nữa nha. Đừng nói Tiêu Phàm không tin, liền là bạch ma cũng không tin a, loại này sự tình, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, bản thân làm sao có thể bị người khống chế. Nhưng mà, Tiêu Phàm ý niệm chớp động, lại thử nhiều lần, chứng minh cái này sự thật. Bạch ma khóc không ra nước mắt, đây là có chuyện gì? Bản thân làm sao có thể bị khống chế, ta thế nhưng là đại đế a. Không có khả năng, bản đế ngang dọc thiên hạ, rong ruổi cửu tiêu, làm sao có thể bị một cái thiên thần cảnh run dế khống chế. Bạch ma trong lòng gào thét, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, cái này có thể so giết hắn còn muốn khó chịu. Bạch ma con người hiện ra màu đỏ tươi ánh mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, để rửa soát bản thân sỉ nhục. Đại đế! Đại đế đúng không? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem bạch ma, nói, đại đế, gục xuống cho ta. Ngao ô, bạch ma gào một tiếng,
liền tựa như ngoan chó đồng dạng, hướng về mặt đất nằm sấp, thế nhưng là bởi vì xuyên thần tâm tỏa lôi kéo, hắn toàn thân máu tươi nổ bắn ra, đau nước mắt đều lưu đi ra. Bản đế muốn giết ngươi. Bạch ma nằm dưới mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ ác độc, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không cần nghĩ ngợi giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, chính hắn cũng nghĩ không rõ, tại sao Tiêu Phàm có thể khống chế hắn thân thể, chẳng lẽ là bởi vì cái kia mệnh thạch nguyên nhân. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua mệnh thạch bị đoạt, sẽ phát sinh dạng này sự tình a. Giờ phút này Bạch Ma trong lòng biệt khuất đến cực điểm, hắn cảm giác mình thân thể hoàn toàn không nhận bản thân khống chế đồng dạng, cho dù Tiêu Phàm muốn hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Giết ta, Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Bạch Ma, nghiền ngẫm cười nói, vả miệng. Vừa dứt lời, Bạch Ma hai đầu chân trước liền bắt đầu rung rung, hung hăng hướng về bản thân trên mặt vỗ qua, đáng tiếc bởi vì tứ chi bị xuyên thần tâm tỏa lôi kéo. Căn bản không đụng tới bản thân khuôn mặt. Bất quá, cũng chính là bởi vì như thế, hắn hai đầu chân trước máu tươi lao nhanh, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn đường đường đại đế cấp nhân vật, nhưng mà giờ phút này lại bị một cái nho nhỏ thiên thần cảnh đùa giỡn, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Nhưng hắn lại hoàn toàn dẫy không thoát được xuyên thần tâm tỏa vây khốn, muốn giết chết Tiêu Phàm, không khác thiên phương dạ đàm. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cho dù có thể tránh thoát xuyên thần tâm tỏa trói buộc, cũng không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Đúng rồi a, người hiện tại bị nhốt rồi, căn bản phiến không được bàn tay. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, cái kia Tiếu Dung, tại Bạch Ma nhìn đến, không khác ma quỷ Tiếu Dung. Trước kia hắn chỉ nghe được kẻ khác đem hắn so sánh ma quỷ, có thể hiện tại hắn phát hiện trước mắt cái này thiên thần cảnh tu sĩ càng thêm đáng giận. Danh con, bản đế nếu là có thể thoát khốn, nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Bạch Ma hung dữ nói. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, không có để ý tới Bạch Ma uy hiếp, hắn ánh mắt lại là rơi vào cái kia xuyên thần tâm tỏa phía trên, một tay nâng cầm lên, âm thầm trầm ngâm nói, đúng a, ngươi nếu là thoát khốn, ta ngược lại là nhiều một cái tay chân. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma có loại thổ huyết xúc động, cái này đáng giận tiểu tử, dĩ nhiên đem bản thân trở thành tiểu lâu la. Phẫn nộ thời khắc, Bạch Ma trong lòng có chút mừng thầm, lặng lẽ nói, vật nhỏ, có bản sự đem cái này xuyên thần tâm tỏa làm gãy, nhìn bản đế không chơi chết ngươi. Như thế nào làm gãy? Tiêu Phàm không chút do dự hỏi. Hắn xác thực muốn làm đoạn cái này xuyên thần tâm tỏa, Bạch Ma mặc dù tu vi thực lực rơi xuống, nhưng hẳn là cũng tính được thượng cổ thần cảnh vô địch, nếu là có thể áp đảo hắn, tiếp xuống một đoạn thời gian, có lẽ sẽ giúp tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Không đợi Bạch Ma nói chuyện, Tiêu Phàm liền đi từng bước một hướng Bạch Ma, bạch sắc thạch đầu nắm trong tay cái kia chạm lam sắc mệnh thạch, Tiêu Phàm nắm giữ đối Bạch Ma quyền khống chế tuyệt đối, cho nên căn bản không sợ hắn giết bản thân. Chỉ cần bản thân một cái ý niệm trong đầu, Bạch Ma căn bản không có khả năng động thủ. Cái này xuyên thần tâm tỏa chính là thần văn cùng thần thiết dung hợp mà thành, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ thần văn, ta liền có thể tránh thoát nó, liền sợ ngươi không dám. Bạch Ma cười lạnh nói, Tiêu Phàm như thế nào không biết Bạch Ma khích tướng ý đây, hắn tất nhiên dám thả ra Bạch Ma, tự nhiên có hắn nắm chắc. Hắn thân thể đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem cái kia từng đầu xuyên thần tâm tỏa, quả nhiên, như Bạch Ma nói, xuyên thần tâm tỏa phía trên, phủ đầy từng đạo ảo diệu thần văn. Thần văn phát ra một cỗ huyền diệu có thể sóng ba động, Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng thần văn nhược điểm. Cái này thần văn cũng không tính quá mạnh a, nhiều nhất cũng liền vô hạn tiếp cận vương giai mà thôi, chỉ là bởi vì có thể không ngừng thôn phệ trường sinh thú thần lực, hơn nữa cùng cái kia thần thiết dung hợp cùng một chỗ, cho nên uy lực mới như thế cường đại, liền thần vương cường giả cũng chưa hẳn có thể chém đứt nổi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cũng đã phát hiện thần văn chỗ huyền diệu, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Hồng hộc. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí bỗng nhiên hướng về trường sinh thú bay đi, cái này nhưng đem Bạch Ma giật nảy mình, hắn còn coi là Tiêu Phàm muốn giết hắn. Phốc phốc một tiếng, lại là nhìn thấy cái kia thần văn đột nhiên bạo liệt mà ra, hóa thành từng đạo năng lượng loạn xạ bốn phía, ngay sau đó, lại là nhìn thấy xuyên thần tâm tỏa phía trên thần văn tựa như thủy triều thối lui. Bạch Ma con người hơi hơi co rụt lại,
hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên thực có can đảm phá vỡ xuyên thần tâm tỏa thượng thần văn, chẳng lẽ tiểu tử này thật cuồng vọng đến dạng này cấp độ, liền bản thân cái này đại đế đều không để vào mắt. Điểm này hắn thật đúng là đã đoán đúng, Bạch Ma trăm vạn năm trước đúng là đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại, có thể hiện tại, hắn cũng chính là một cái cổ thần cảnh mà thôi, đối mặt phổ thông thần vương nó đều chưa chắc là đối thủ. Thậm chí, nếu như gặp gỡ những cái kia thiên tài cấp bậc cổ thần cảnh, Bạch Ma cũng không chắc có thể địch. Bạch Ma bất động thanh sắc, nhưng mà hắn nhãn thần bên trong nhưng ở tụ tập lấy sát ý, chỉ cần Tiêu Phàm dám chặt đứt tất cả thần văn, hắn liền nhất định có thể giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Bạch Ma, hắn lại liên tục chém ra vài kiếm, xuất thủ tấn mãnh mà quyết đoán. Bành bành bành, mấy tiếng giòn vang, lại là nhìn thấy chói buộc trường sinh thú tất cả thần văn toàn bộ đều bạo tán mà ra, cái kia xuyên thần tâm tỏa cũng mất đi quang trạch. Một màn này, Bạch Ma đều thấy choáng mắt, hắn mãnh liệt loạn choạng đầu, còn coi chính mình bị hoa mắt. Hắn trong lòng cũng ở trong tối hỏi bản thân, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này cũng dám như vậy thì thả bản thân. Lập tức Bạch Ma vùng vẫy mấy lần, dây sắt rung động, loại đau khổ này lần nữa truyền khắp toàn thân, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân thật không phải đang nằm mơ, trên đời này, có vẻ như không có so với cái này thống khổ càng thêm chân thật. Hống, Bạch Ma ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng hoặc là ở phát tiết, cũng hoặc là ở kích động, không có thần văn trói buộc, xuyên thần tâm tỏa tức khắc không cách nào rút ra hắn thần lực. Chỉ thấy Bạch Ma trên người bộc phát ra cuồn cuộn khí thế, cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, sao, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn to lớn đau đớn, dùng hết toàn lực tránh thoát xuyên thần tâm tỏa trói buộc. Hắn trong lòng càng là gào thét không thôi, giống như thoát thủ đầy mà ra mãnh hổ, hung mãnh, ngông cuồng, tựa như nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng. Bành, một cây thần khóa đứt gãy, trường sinh thú một cánh tay tránh thoát mà ra, hắn cánh tay phải rốt cục tránh thoát trói buộc. Mà lúc này, trường sinh thú màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chán phóng khát máu quang mang, đáng sợ đến cực điểm. Thình thịch, lại là mấy đầu thần khóa đứt gãy, trường sinh thú tứ chi toàn bộ tránh thoát mà ra, theo lấy đứt gãy thần khóa càng ngày càng nhiều, trên người hắn bộc phát khí thế cũng càng ngày càng lớn. Hống hống Bạch Ma phát ra như kinh lôi gầm thét, ngay sau đó trên người hắn thần khóa nhao nhao tách ra, thậm chí ngay cả đầu thượng thần khóa cũng vỡ nát ra. Chỉ lưu lại một cái dây sắt vòng cổ. Ha ha, bản đế rốt cục tự do, cái này thiên hạ, cũng không còn ai có thể khốn được bản đế. Bạch Ma ngông cuồng nộ khiếu, đây là 100 vạn năm lửa giận, tựa như toàn bộ đều tụ tập ở giờ phút này phát tiết đi ra một dạng. Lập tức, Bạch Ma màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hắn đoạt xá trường sinh đại đế thân thể. Giờ phút này, Bạch Ma liền là trường sinh thú. Hơn nữa, bởi vì mất đi trạm lam sắc mệnh thạch, hắn muốn linh hồn thoát ly trường sinh thú cũng làm không được. Danh con, xem ở ngươi thả ra bản đế phân thượng, bản đế chỉ tra tấn ngươi 100 năm, sau đó đem ngươi phân thây 1000 vạn. Bạch Ma nghiêm nghị nói, cuồng bạo khí thế điên cuồng tác dụng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Cổ thần cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm quanh thân lượn lờ bạch sắc quang mang. Hoàn toàn không sợ cỗ kia khí thế, ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Ma, tựa như Bạch Ma thực lực càng mạnh càng tốt. Lúc này ngươi còn cười được, nhìn thấy Tiêu Phàm không vì hắn khí thế bức bách, Bạch Ma hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn biết buông tha Tiêu Phàm. Cười lạnh một tiếng, Bạch Ma thân thể nhảy lên thật cao, sắc bén móng vuốt hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống, xuất thủ tấn mãnh đến cực điểm. Bạch Ma khí thế hung hăng. Cái kia sắc bén mà bá đạo móng vuốt còn không có tới gần Tiêu Phàm liền cảm giác gương mặt ẩn ẩn có chút đau nhói, bất quá, hắn thân hình lại là bất phi sở động. Cái này thực lực, hẳn là không kém gì Huyền Diệp a. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ nói. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên một chút cũng không sợ chết, thậm chí còn không nhúc nhích, trong lòng giận tím mặt, tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào hay sao? Hắn thực lực xác thực không bằng đỉnh phong. Nhưng nhãn lực còn tại a, hắn một cái liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, cũng chính là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, coi như lại có đại năng lực, chỗ khó còn có thể từ bản đế trong tay sống sót hay sao? Chết đi, Bạch Ma lửa giận một tiếng hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, để phát tiết bản thân trong lòng 100 vạn năm biệt khuất. Bất quá, khi hắn móng vuốt sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc,
Bạch Ma trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm bất an. Nằm xuống, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm mười phần bình tĩnh mở miệng, nhưng là, cái này thân ảnh tại Bạch Ma nghe tới, lại giống như kinh lôi. Hắn con người hơi hơi co rụt lại, sau đó trên người bạo lệ khí tức nháy mắt biến mất, thân thể cũng không nghe sai khiến đồng dạng, hướng về mặt đất nằm sấp đi. Oanh, kinh khủng bạo hưởng, Bạch Ma hung hăng đập ở trên mặt đất, vô số khô cốt vỡ nát, bay vụt tứ phương, thảm liệt đến cực điểm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế ta? Bạch Ma một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Phàm, trước đó hắn còn tưởng rằng trùng hợp mà thôi, cho nên hắn đối bản thân tràn đầy tự tin. Chỉ cần tránh thoát xuyên thần tâm tỏa trói buộc, hắn liền có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện, tự mình nghĩ quá ngây thơ, vậy căn bản không phải trùng hợp, mà là sự thật. Khó trách cái này danh con cũng dám thả bản thân, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ bản thân không có khả năng giết chết được hắn. Tiểu Bạch, cho ta học mấy tiếng chó sủa tới nghe một chút. Tiêu Phàm cười nhạt nói, nhìn thấy Bạch Ma nằm dưới mặt đất, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Trước đó hắn mặc dù cảm giác mình có thể khống chế Bạch Ma, nhưng cũng không phải mười phần khẳng định, làm Bạch Ma đánh tới thời khắc, hắn cũng đã làm xong trốn vào tiểu thiên địa dự định. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân không chỉ có thể khống chế Bạch Ma linh hồn, hơn nữa còn có thể khống chế Trường Sinh Đại Đế nhục thân. Kể từ đó, cái kia Bạch Ma muốn giết bản thân, chẳng phải là không khác thiên phương dạ đàm. Nghĩ đến bản thân dĩ nhiên có thể khống chế một cái tương đương với cổ thần cảnh đỉnh phong tay chân, Tiêu Phàm liền phát ra từ nội tâm kích động. Phải biết, Bạch Ma đã từng thế nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại a, hắn khôi phục tu vi có thể so sánh đột phá đến dễ dàng, đoán chừng nếu không bao lâu, liền có thể đi đến thần vương cảnh cấp độ. Kể từ đó, phóng tầm mắt thiên vũ vực, lại có ai có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, tự mình tiến tới tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái đúng là sáng suốt nhất lựa chọn, lấy được cái gọi là thứ tự ngược lại trở thành thứ yếu. Danh con, ngươi dám, bản đế nhất định phải ngươi. Nghe được Tiêu Phàm dĩ nhiên nhường bản thân học chó sủa, Bạch Ma kém chút liền muốn bạo khởi. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Bạch Ma phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không nghe bản thân sai sử. Thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, giống như một chỉ đại cẩu đồng dạng, ngửa mặt lên trời kêu to, gâu, gâu. Bạch Ma trong lòng giờ phút này có một vạn thất tuấn mã lao nhanh, cái này đáng chết thân thể, sao không nghe bản thân sai sử. Bạch Ma nguyên bản cho rằng bản thân đoạt xá trường sinh thú thân thể là sáng suốt nhất lựa chọn, nhưng là hiện tại hắn muốn khóc tâm đều có. Bản thân đường đường đại đế cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên học chó sủa. Đây nếu là bị những cái kia người quen biết rõ, bản thân đoán chừng cũng không còn mặt mũi sống ở trên đời này. Nghĩ tới cái này, Bạch Ma màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng sát khí bừng bừng nói, đều do cái này đáng chết tiểu quỷ, ta nhất định muốn hắn sống không bằng chết, quất hắn điểm linh hồn thiên đăng. Tiêu Phàm nghe đến tiếng kêu, cũng là vô cùng ngạc nhiên, tựa như mình nghe lầm đồng dạng, nguyên bản hắn chỉ là ôm lấy thử xem thái độ, không nghĩ đến thật thành công. Nghĩ đến siêu việt thần vương cảnh cường giả, giờ phút này dĩ nhiên giống như một đầu chó sủ đồng dạng ngồi xổm ở chính mình trước mặt, Tiêu Phàm cũng là khó có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn rất nhanh liền thoải mái cười ha hả, ngoan, Tiểu Bạch, nếu như lại thu nhỏ một chút vậy liền tốt nhất rồi, ta cuối cùng không thể thường xuyên ngưỡng vọng ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Bạch Ma trong lòng lại có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, sau một khắc, hắn thân thể nhanh chóng biến hóa. Tựa như nhụt chí bóng ra đồng dạng, không ngừng thu nhỏ. Vẫn là quá lớn, lại nhỏ chút, khoảng một trượng liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, liền dạng này, hiện tại không sai biệt lắm. Tiêu Phàm một mặt ghét bỏ nhìn xem trường sinh thú, cũng chính là Bạch Ma, một bên chỉ huy Bạch Ma thân thể biến hóa. Bạch Ma nội tâm sụp đổ vô cùng, sớm đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời thăm hỏi 100 lần, hắn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hận không thể lại để cho Tiêu Phàm tiếp tục cầm tù bản thân. Trước đó mặc dù bị nhốt, nhưng tốt xấu bản thân tôn nghiêm không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể hiện tại, một cái thiên thần cảnh tiểu tử, thậm chí ngay cả bản thân tôn nghiêm đều giày xéo. Thế nhưng là tự sát a, hắn lại không nguyện ý, bị nhốt 100 vạn năm, hiện tại nếu là tự sát, cái kia được bao nhiêu biệt khuất. Hắn trong lòng âm thầm thề, về sau thoát ly ma chảo,
nhất định đem thù này gấp trăm ngàn lần báo trở về. Hô, đang lúc Bạch Ma trầm tư thời khắc, một đạo hắc ảnh lướt qua, Bạch Ma chỉ cảm giác mình trên lưng đột nhiên có chút chìm, tại hắn trên lưng, lại là nhiều một đạo thân ảnh, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bạch Ma gầm thét không thôi, tiểu tử này, vậy mà còn dám dẫm ở chính mình trên lưng, đây không phải đem bản thân làm thú cưỡi sao? Bất quá hắn mới vừa chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát nói, đập. Thình thịch, Bạch Ma nâng lên móng vuốt, liền hung hăng hướng về bản thân trên mặt vỗ qua, cơ hồ là dùng hết toàn lực, răng đều kém chút tét. Tiêu Phàm nhưng không có một chút cảm giác áy náy, Bạch Ma vốn liền là địch nhân, thậm chí còn có thể là thái cổ thần giới địch nhân, giết hắn, Tiêu Phàm đều căn bản không biết để ý, lại càng không cần phải nói coi hắn là tọa kỵ. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân lại đem đường đường đại đế cấp bậc cường giả làm thú cưỡi, Tiêu Phàm trong lòng cũng mừng thầm không thôi. Nhìn thấy Bạch Ma trong miệng máu tươi bắn tung tóe, Tiêu Phàm lúc này mới khoát tay một cái nói, không sai biệt lắm. Bạch Ma nhe răng trợn mắt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy kịch liệt lấy, màu đỏ tươi huyết dịch từ hắn trong miệng chảy ra, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì đại đế, giờ phút này, ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải. Không đợi Bạch Ma mở miệng, Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Bạch Ma giờ phút này cũng không dám mở miệng, chỉ cần hắn cửa ra uy hiếp, Tiêu Phàm cái này ác ma, tuyệt đối cái gì cũng dám làm ra đến lúc đó bị vũ nhục hay là chính hắn. Đừng cho là ta cùng ngươi nói lấy chơi, nếu như không phải ngươi còn có chút gì giá trị lợi dụng, coi như ngươi là đại đế, ta cũng giết không tha. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói thật, hắn thật đúng là không đem cái gọi là đại đế để ở trong mắt. Cái kia chỉ bất quá là một cái xưng hào mà thôi, liền cùng cái kia thập đại thiên tài một dạng. Ngay từ đầu nghe lên tới là cỡ nào đáng sợ, có thể chân chính giao thủ sau đó, Tiêu Phàm phát hiện cũng liền chuyện như vậy. Nếu như không phải cái kia thập đại thiên tài đối thủ, cũng không có thể nói rõ vấn đề gì, chỉ có thể nói rõ bản thân không đủ mạnh. Bạch Ma nghe vậy, cơ thể hơi run lên, giờ phút này Tiêu Phàm cho hắn một loại ảo giác, tựa như Tiêu Phàm mới là đại đế. Mà hắn chỉ là thiên thần cảnh run rế. Ta biết rõ ngươi muốn giết ta, nhưng vậy cũng phải ngươi có thể giết chết được ta lại nói, hơn nữa ta dám cam đoan, ta chết đi, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên không, hít sâu một cái nói, thời gian cũng không sai biệt lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới, Long Phi Vũ bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn xem Chu Hồn Thần Liễu vị trí. Thanh Minh mấy cái càng là lộ ra vẻ lo lắng. Giờ phút này, Tiêu Phàm chung quanh vẫn như cũ bị vô số liễu thụ cảnh quấn quanh, căn bản là nhìn không thấy bên trong có cái gì. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tiêu Phàm tại sao còn không tỉnh lại, nếu là qua một lúc không đi ra, khả năng liền ra không đi. Mặc Lâm lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, hiện tại cự ly vòng thứ hai đại tái kỳ hạn đã nhanh đến lúc đó truyền tống trận sẽ mở ra, một khi không thể rời đi. Vậy coi như ra không đi. Yên tâm, Tiêu huynh trong lòng khẳng định sẽ có số. Thanh Minh hít sâu một cái nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm thế nhưng là U Vân Phủ hy vọng a. Cho dù hắn và Mặc Lâm, Vũ Nhu tiên tử đều chiếm được một khối tư cách lệch, nhưng bọn hắn biết rõ, muốn lấy được tốt thứ tự, còn phải dựa vào Tiêu Phàm. Hy vọng đi, Mặc Lâm gật gật đầu. Tiêu Phàm cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên không hy vọng bản thân ân nhân có việc. Như thế lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tại cự ly mặt đất 10 trượng có hơn, hư không đột nhiên đã nứt ra từng đạo hư vô liệt phùng. Hư vô liệt phùng bên trong, chán phóng từng đạo bạch sắc quang mang, bốn phía có thần văn lưu chuyển, cuối cùng biến thành một tát một cái quang môn. Cuối cùng kết thúc. Đoàn người nhìn thấy cái kia một tát một cái quang môn, trong lòng kích động không hiểu, viên kia ép ở trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. Ba ngày này thời gian, bọn họ có thể đều là đang trong đau khổ vượt qua, sợ Vũ Văn Tiên người giết một cái hồi mã thương, đến lúc đó lại sẽ tạo thành không tất yếu tử vong. Vũ Văn Tiên nếu là đấu hung ác, bọn họ những người này đoán chừng lại muốn chết tổn thương hơn nửa, lúc này nhìn thấy quang môn xuất hiện, bọn họ lúc này mới buông lỏng bản thân. Vòng thứ hai đại tái cuối cùng kết thúc, có thể sống sót, cũng đã xem như một loại may mắn.
500 người tiến vào, đoán chừng hiện tại sống sót không đến 200 người, ngoại trừ bọn họ những cái này trèo lên đỉnh nhóm người bên ngoài, mặt khác còn có không ít người không có trèo lên đỉnh. Có thể đừng nhìn vòng thứ 2 tỷ lệ tử vong chỉ có 3/5, bởi vì những người này, có thể đều là các đại thế lực trụ cột, thiên tài cấp bậc nhân vật, chết một cái thiếu một cái. Đi, một tiếng quát nhẹ, lập tức nguyên một đám tu sĩ nhao nhao hướng về cái kia quang môn nhảy tới, bọn họ không kịp chờ đợi rời đi giờ phút này, sợ phát sinh ngoài ý muốn. Có một số người thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm cái nhìn kia, Tiêu Phàm mặc dù trợ giúp bọn họ chiếm được tư cách lệch, nhưng ở bọn họ nhìn đến, đây là theo lý thường đương nhiên. Tiêu Phàm nếu là dám độc chiếm tư cách lệnh, bọn họ đoán chừng hợp nhau tấn công, đến lúc đó Tiêu Phàm có thể hay không giữ vững bọn họ U Vân Phủ bốn khối, còn không nhất định đây. Tiêu huynh, nhìn thấy dự thi người nguyên một đám rời đi, Thanh Minh trên mặt đều là vẻ lo lắng, thiếu chút nữa thì quên Chu Hồn Thần Liễu tồn tại, chạy tới gọi Tiêu Phàm. Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử thần sắc không giống nhau. Bọn họ mặc dù cùng Tiêu Phàm ở vòng thứ 2 xem như minh hữu, nhưng nói đến, đều là vì đi đến bản thân mục đích mà thôi. Cho dù là Thi Hoàng Tử cũng là như thế, Tiêu Phàm cứu hắn, hắn đúng là phát ra từ nội tâm cảm kích, nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu ở nơi này, bồi Tiêu Phàm cùng một chỗ điên. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tiêu Phàm bản thân quá bản thân, còn lại 3 ngày thời gian vậy mà còn dám nhập định. Ngươi nếu không thể rời đi, chỉ cần ta không chết. Liền bảo U Vân Phủ không diệt, người ta ở giữa ân oán cũng một bút xóa bỏ. Thi Hoàng Tử trong lòng chậm chạp nói, Tiêu Phàm giết hắn huyết thi vệ, cừu hận này, vốn là không chết không thôi, nếu như không phải Tiêu Phàm liên tục cứu hắn 2 lần, Thi Hoàng Tử tuyệt đối sẽ báo thù. Hít sâu một cái, Thi Hoàng Tử quay đầu dứt khoát hướng về truyền tống quang môn đi đến, đồng thời biến mất còn có Thiên Thi Tông người. Chốc lát sau đó, Kiếm Tử thở dài một hơi, cũng mang theo Thiên Lan Tông người rời đi. Trong lúc nhất thời, Vô Thần Phong đỉnh, liền chỉ còn lại U Vân Phủ 3 người, Chu Huyền cùng Long Phi Vũ. Long Phi Vũ nhìn xem Chu Hồn Thần Liễu gốc cây, nhẹ nhàng thở dài nói, đáng tiếc, ta còn hy vọng vòng thứ 3 cùng ngươi thống khoái một trận chiến đây, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội, Thanh Minh, các ngươi cũng ly khai a. Dứt lời, Thanh Minh cũng sẽ không để ý tới Thanh Minh bọn họ. Một mình một người tiến nhập quang môn bên trong. Giờ phút này, quang môn cũng đã quang mang lấp lóe, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Thanh Minh 3 người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Thanh Minh, ngươi và Vũ Nhu 2 người trước rời đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Mạc Lâm đột nhiên mở miệng nói, hắn một loại nào đó lóe qua một vòng tinh quang, trong lòng lại bổ sung một câu, qua một lúc truyền tống quang môn biến mất trước đó. Ta chỉ có thể liều mạng đi qua đánh thức hắn. Mạc Lâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không biết bản thân phải chăng có thể tới gần Chu Hồn Thần Liễu, cái này quái thụ đáng sợ sớm đã xâm nhập lòng người. Các ngươi rời đi, ta đi gọi hắn. Thanh Minh lắc lắc đầu, con người kiên định không rời. Tiêu Phàm vì U Vân Phủ chiếm được 3 cái tư cách lệnh, hắn nếu là liền cái này rời đi, cái kia chẳng phải là nhường Tiêu Phàm lòng nguội lạnh. Đừng có lại tranh giành. Truyền tống quang môn sắp biến mất. Vũ Nhu tiên tử đột nhiên hét lớn, một cỗ đại lực cuốn lên Thanh Minh, Mạc Lâm cùng Chu Huyền nhảy lên thật cao, hướng về một cái truyền tống quang môn kích xạ mà đi. Tiêu huynh, Thanh Minh cùng Mạc Lâm kêu to, vận chuyển thần lực, muốn đánh cược lần cuối, may mắn Tiêu Phàm. Ong ong cũng liền tại lúc này, cái kia Chu Hồn Thần Liễu đột nhiên rung động kịch liệt lên, phát ra ức vạn hà quang, đem phiến thiên địa này đều chiếu sáng vô cùng. Thanh Minh bọn họ không khỏi trợn to 2 mắt, kinh ngạc nhìn xem Chu Hồn Thần Liễu vị trí, lại là nhìn thấy những cái kia cành liễu biến mất, một đạo hắc bào thân ảnh hiển lộ ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền không có vượt qua. Tiêu Phàm trong lòng tự nói một tiếng, thời gian hướng về nơi xa hét lớn, Thanh Minh, các ngươi trước ra ngoài, ta lập tức tới ngay. Thanh Minh 3 người gật gật đầu, bọn họ trong lòng đại thạch rơi xuống. Thân thể quán tính đem bọn họ tính cả Chu Huyền đưa vào quang môn bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người biến mất, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một đoạn khô mộc, nhìn về phía Chu Hồn Thần Liễu nói, Liễu Chu Hồn, ta hiện tại không có đầy đủ thời gian chữa trị ngươi, ngươi là đi theo ta ly khai, vẫn là. Rời đi, ngươi như thế nào để cho ta rời đi? Khô mộc bên trong đột nhiên bay vụt ra một cái bóng mờ, chính là Liễu Chu Hồn linh hồn.
Tiêu Phàm vẫn luôn đem hắn ném vào tiểu thiên địa bên trong. Điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, Tiêu Phàm cũng đã không nhận vùng thế giới này quy tắc trói buộc, tùy thời có thể mở ra tiểu thiên địa. Cái khác ngươi không cần quản, muốn rời đi, cũng không cần phản kháng, ta Tiêu Phàm cũng nói lời giữ lời, để ngươi trong 3 năm đột phá thần vương không dám hứa chắc, nhưng nhất định có thể làm cho ngươi sống thêm một đời. Tiêu Phàm ngữ khí trịnh trọng nói, tốt, Liễu Chu Hồn gật gật đầu nháy mắt sáp nhập vào Chu Hồn Thần Liễu bên trong, ngay sau đó, Chu Hồn Thần Liễu rung động càng thêm lợi hại lên. Lúc này, Tiêu Phàm mi tâm đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng, một mai trong suốt thấu triệt bạch ngọc thạch phù hiện, vùng rơi xuống từng đạo thánh khiết quang mang. Trước đó Liễu Chu Hồn bị Tiêu Phàm bỏ vào phá toái tiểu thiên địa bên trong, hắn cũng căn bản không biết gặp gỡ bạch ma cùng Trường Sinh Đại Đế sự tình. Chỉ biết rõ Tiêu Phàm mi tâm bạch sắc thạch đầu cực kỳ bất phàm. Đây cũng là Liễu Chu Hồn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm nguyên nhân một trong, lưu ở nơi này chỉ có tử vong, rời đi có lẽ còn có thể có sống sót cơ hội. Liễu Chu Hồn không phải đồ đần, hắn tự nhiên biết rõ cái gì mới là rất chính xác lựa chọn. Lên, đột nhiên, Tiêu Phàm thân thể trôi lơ lửng, hắn đưa tay một chiêu, một cỗ đại lực bao phủ Chu Hồn Thần Liễu, chỉ thấy rộng lớn vô thần phong kịch liệt run rẩy. Mấy tức sau đó, vô thần phong đỉnh, mấy chục trượng cao ngọn núi đột nhiên lơ lửng mà lên, thoát ly nguyên lai vô thần phong, nếu như cho người nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Cũng may bạch sắc thạch đầu tại, tiểu thiên địa mặc dù bể nát, nhưng là có thể chứa đựng bạch ma cùng Chu Hồn Thần Liễu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ý niệm khẽ động, toàn bộ Chu Hồn Thần Liễu nháy mắt biến mất. Hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa bạch sắc quang môn. Lại là nhìn thấy quang môn giống như tùy thời đều muốn biến mất một dạng. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì chần chờ, lựa chọn gần nhất một cái quang môn, lấy tốc độ cao nhất vọt vào. Long đằng phủ quảng trường phía trên, lần lượt từng bóng người từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, quảng trường bên trên bốn phía cũng vây đầy tu sĩ, bọn họ muốn biết rõ trước tiên biết rõ vòng thứ hai kết quả tranh tài. Chờ một tháng, không biết cái nào thế lực chiếm được tư cách lệnh. Còn phải nghĩ sao, ta Long Đằng phủ chí ít cũng phải lấy được 2 khối, thậm chí 3 khối, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta Long Đằng phủ có khả năng trở thành đệ nhất. Vậy cũng chưa hẳn, 22 đại thế lực, tranh đoạt tư cách lệnh, khẳng định lại là một phen loạn chiến, cũng không phải người thế lực mạnh liền có thể lấy được. Rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng, không được nóng lòng lần này lúc, bất quá theo ta thấy, U Vân phủ đoán chừng lại là dựng ngược đệ nhất. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, bọn họ đều tràn đầy chờ mong, rất nhiều người hí ngược nhìn xem U Vân phủ tu sĩ vị trí. Đi qua vòng thứ nhất đại tái, U Vân phủ 600-700 người, chỉ còn lại không đến 100 người còn sống, hơn nữa Tiêu Phàm lại đắc tội không ít người, rất nhiều người ước gì U Vân phủ đào thải. Nhất là Thiên Thi Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh phủ tu sĩ, bọn họ còn chờ lấy U Vân phủ lấy được dựng ngược đệ nhất. Tốt diệt U Vân phủ, khuếch trương bản thân thế lực địa bàn đây. Các ngươi nhìn, Vũ Văn Tiên đi ra, hắn khẳng định chiếm được tư cách lệnh, hắn sắc mặt sao không quá đẹp mắt. Có người chỉ lóe lên truyền tống quang môn kinh ngạc nói. Vũ Văn Tiên đang từ cái kia phiến quang môn bên trong lao ra, nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Tiên sau lưng Vũ Văn Hầu lúc, con ngươi lại là hơi hơi co rụt lại, bởi vì Vũ Văn Hầu một đầu ống tay áo trống rỗng. Hiển nhiên là gãy một cánh tay. Vũ Văn Hầu thế nhưng là thập đại thiên tài a, dĩ nhiên gãy một cánh tay, có ai dám chặt xuống cánh tay hắn. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không chỉ như thế, ta nhớ kỹ thiên đô phủ tu sĩ tham gia vòng thứ hai người có vẻ như có gần 100 người a, làm sao chỉ có mười mấy người còn sống. Lại có tu sĩ phát hiện không thích hợp địa phương, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Thiên đô phủ biết bao cường hãn, dĩ nhiên chết 8 tầm 10 người, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng. Nếu là bọn họ biết rõ, nếu như không phải còn lại mười mấy người không có trèo lên đỉnh vô thần phong, đoán chừng hiện tại liền chỉ còn lại Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu còn sống. Mọi người đều muốn biết phát sinh chuyện gì, tại sao thiên đô phủ tổn thất như thế thảm trọng. Đại thiếu, đây là có chuyện gì, là ai gãy mất nhị thiếu cánh tay? Còn có những người khác đây. Lúc này, cả người khoác hắc sắc chiến giáp lão giả đạp không mà lên, xuất hiện ở Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu trước người, sắc mặt khó coi hỏi. Trên người hắn bộc phát ra lạnh lùng sát ý,
cái này sát ý đương nhiên không phải châm đối Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu, mà là châm đối bọn họ cửu nhân. Là U Vân Phủ Tiêu Phàm, hắn giết ta Thiên Đô Phủ cái khác tất cả mọi người. Vũ Văn Hầu sát khí bừng bừng nói. Cái gì? Hắc sắc chiến giáp lão giả trên mặt hàn quang lấp lóe, cả kinh kêu lên, U Vân Phủ. Cũng khó trách hắc sắc chiến giáp lão giả không tin, U Vân Phủ thế nhưng là chín phủ 13 tông yếu nhất thế lực A, cho dù tiến vào vòng thứ hai, cũng chỉ có tầm 10 người mà thôi. Thiên Đô Phủ hơn 100 người, coi như lấy 10 đối 1, vậy cũng có thể tùy tiện nghiền sát U Vân Phủ, huống chi còn có Vũ Văn Tiên cái này tuyệt thế thiên tài trấn thủ đây. Đừng nói hắc sắc chiến giáp lão giả không tin, những người khác cũng đồng dạng không tin, tất cả mọi người lộ ra trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Ta không nghe lầm chứ, U Vân Phủ diệt Thiên Đô Phủ người. Không phải là Thiên Đô Phủ nghiền ép U Vân Phủ sao? Chúng ta nhiều người như vậy, không có khả năng nghe lầm, hơn nữa, giết chết Thiên Đô Phủ tu sĩ, là một cái gọi Tiêu Phàm, sẽ không lại là cái kia giết Huyền Bạch Y Tiêu Phàm A. Tê thực sự là hung nhân A, đắc tội Huyền Thiên Kiếm Tông không nói, rốt cuộc lại đắc tội Thiên Đô Phủ, hắn là ước gì U Vân Phủ lập tức hủy diệt sao? Cái này Tiêu Phàm, thật đúng là cuồng vọng A, nguyên bản U Vân Phủ còn có một tia hy vọng, có thể hiện tại, cái kia Tiêu Phàm thế nhưng là đem U Vân Phủ vào chỗ chết đẩy A. Đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm cái này không khác đem U Vân Phủ đẩy hướng diệt vong thâm uyên. Một cái Huyền Thiên Kiếm Tông liền đầy đủ nhường U Vân Phủ toàn lực ứng phó, Thiên Thi Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ thế nhưng tại kích động, nếu như Huyền Thiên Kiếm Tông dẫn đầu tiến đánh U Vân Phủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Có thể hiện tại ngược lại tốt, U Vân Phủ lại đắc tội Thiên Đô Phủ, hơn nữa còn là vào chỗ chết đắc tội, U Vân Phủ đơn giản liền là tự chịu diệt vong A. Giờ phút này, Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp cũng là nhe răng trợn mắt. Hắn một người giết không chết Tiêu Phàm, bây giờ tăng thêm Thiên Đô Phủ cái kia lão giả, muốn giết chết Tiêu Phàm có thể cũng không khó. U Vân Phủ Thanh Khung đám người thì là khiếp sợ không thôi, bọn họ thầm than Tiêu Phàm thật không phải bình thường cả gan làm loạn, Thanh Khung trong đầu cũng đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, như thế nào mới có thể bảo trụ Tiêu Phàm. Quân Nhược Hoan, Trọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bốn người cũng là trợn to hai mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ta. Lập tức cười khổ một hồi. Công tử hay là cái gì đều làm ra đến a? Quân Nhược Hoan trong lòng cảm thán, trong mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Tiêu Phàm, hắc sắc chiến giáp lão giả nghiến răng nghiến lợi, hắn con ngươi nhìn chằm chằm những cái kia truyền tống quang môn, tựa như chỉ cần chờ Tiêu Phàm xuất hiện, hắn liền sẽ toàn lực xuất thủ một dạng. Đoàn người ánh mắt cũng bắt đầu nhìn chằm chằm những cái kia truyền tống quang môn. Bọn họ muốn thấy được cái kia giết chết Thiên Đô Phủ mấy chục cường giả Tiêu Phàm trước tiên xuất hiện. Hô hô, lại lần lượt từng bóng người lấp lóe, kiếm tử cùng thi hoàng tử mấy người cũng toàn bộ đều lần lượt xuất hiện. Bọn họ cảm nhận được toàn trường ngưng trọng bầu không khí, ẩn ẩn cũng đã đoán được cái gì. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, mang theo riêng phần mình thế lực tu sĩ rời đi. Tiêu Phàm đây, tại sao còn không xuất hiện? Chờ đợi nửa ngày. Đoàn người vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Phàm, toàn bộ đều có chút buồn bực. Nhất là Thiên Đô Phủ cái kia màu đen chiến bào lão giả, trên người sát ý càng ngày càng băng lạnh. Ngay sau đó, tại Long Phi Vũ xuất hiện sau đó, Thanh Minh ba người đột nhiên từ lóe lên quang môn bên trong sông ra, bọn họ trong tay còn đang nắm một người, chính là Cổ Linh Phái Chu Huyền. Đại trưởng lão, cứu ta! Chu Huyền vừa mới xuất hiện, liền lớn tiếng cầu cứu. Thanh Minh bọn họ thầm nói không tốt, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nơi xa một cái lão giả đạp không mà tới, một trưởng hướng về bọn họ đánh tới. Chu Nham, ngươi làm cái gì? Thanh Thương phản ứng rất nhanh, cực tốc ngăn khuất Thanh Minh bọn họ trước người, lạnh lùng nhìn xem đối diện lão giả, một kiếm đem cái kia lão giả trưởng cương xé nát. Thả Huyền Nhi, lão giả quát lạnh nói, hắn chính là Cổ Linh Phái đại trưởng lão Chu Huyền. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Chu Huyền bị U Vân Phủ bắt. Tiêu Phàm đây, chưa kịp Thanh Thương mở miệng, Thiên Đô Phủ cái kia màu đen chiến bào lão giả lách mình xuất hiện ở phụ cận, băng lãnh sát cơ tập trung vào Thanh Minh bọn họ. Thanh Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kiêng kỵ nhìn xem chiến bào màu đen lão giả, một cái Cổ Linh Phái đại trưởng lão Chu Nham liền đủ để cho hắn toàn lực ứng phó. Nhưng mà hiện tại, Thiên Đô Phủ siêu cấp cường giả cũng nhô ra.
hắn rõ ràng chiến bào màu đen lão giả đáng sợ, hắn cũng không phải đối phương đối thủ. Cổ linh phái đại trưởng lão Chu Nham nhìn thấy, khí thế lần nữa nở rộ, tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Thả hắn, Thanh Thương khẽ cắn môi, hắn có thể không dám đồng thời đối mặt Chu Nham cùng chiến bào màu đen lão giả, chỉ có thể bỏ qua Chu Huyền, toàn lực đối phó Thiên Đô Phủ cường giả. Ta nói Tiêu Phàm đâu? Chiến bào màu đen lão giả nhưng không có quan tâm Chu Huyền sinh tử, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, thay Thiên Đô Phủ chết đi tu sĩ báo thù. Ngươi tìm ta sao? Cũng liền tại lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một cái quang môn bên trong, đột nhiên một cái hắc bào thanh niên xông ra, đạm mạc con ngươi nhìn xem chiến bào màu đen lão giả. Ngươi tìm ta sao? Thanh âm mười phần bình thản, lại dường như lôi âm đồng dạng, vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Đoàn người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía chân trời. Lại là nhìn thấy cái kia một tát một cái truyền tống quang môn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái hắc bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, đạm mạc quan sát phía dưới, giống như thiên địa chúa tể một dạng. Thời gian dường như đứng im ở thời khắc này, cái kia hơi có vẻ đơn bạc gầy gò thân ảnh, lại cho người ta một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác. Tiêu Phàm, đoàn người có người kêu sợ hãi tiếng hô, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Cái kia hắc bào thân ảnh, cho bọn hắn một loại không thể siêu việt cảm giác, dù là hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh, lại cho người cảm thấy so thần vương còn muốn đáng sợ. Rất nhiều người không khỏi lảo đảo con mắt, còn coi chính mình bị hoa mắt. Bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật còn dám đi ra, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng tình nguyện đợi ở trên vô thần đảo. Ta liền biết rõ, người sẽ đi ra. Long Phi Vũ nhỏ giọng thầm thì, trên người chiến ý lặng yên mà sinh. Bất quá rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống. Kiếm tử cùng thi hoàng tử mấy người cũng thần sắc không giống nhau, không biết là hưng phấn hay là lo lắng, hoặc là chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, Tiêu Phàm ở dưới tình huống như vậy, tại sao còn dám tự tin như vậy? Nhị trưởng lão, liền là hắn, giết hắn. Nơi xa Vũ Văn Hầu nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt, dùng hết toàn lực quát ầm lên. Thiên Đô Phủ chiến bào màu đen lão giả nháy mắt trợn mắt nhìn qua, kỳ thật không cần Vũ Văn Hầu mở miệng, từ đoàn người kinh trong tiếng kêu, hắn liền đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Chết, chiến bào màu đen lão giả quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bạo khởi, bá đạo trưởng cương bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm giận đập mà đi, cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Mau lui lại, Thanh Thương sắc mặt đại biến, trong tay trường kiếm giận vung, kiếm khí ngang dọc hư không. Sau đó giận dữ hét, Vũ Văn ánh sáng, người nghĩ cùng ta U Vân Phủ không chết không thôi sao? Lần này trưởng đập xuống tới có thể không chỉ có chỉ là muốn giết chết Tiêu Phàm, mà là liền Thanh Minh bọn họ đều muốn diệt a. Không chết không thôi, người U Vân Phủ dựa vào cái gì cùng lão hủ không chết không thôi? Chiến bào màu đen lão giả Vũ Văn ánh sáng một mặt coi thường nói. Thiên Đô Phủ chính là chín phủ 13 tông xếp hạng đệ nhất tồn tại. Mà U Vân Phủ lại là dựng ngược đệ nhất, thực lực chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. Nói câu không tốt nghe, U Vân Phủ muốn cùng Thiên Đô Phủ không chết không thôi tư cách đều không có. Những người khác cũng là khinh miệt nhìn xem Thanh Thương bọn họ, tựa như lại nhìn cười nhạo một dạng. Oanh, kiếm khí cùng trường cương kịch liệt đụng vào nhau, Thanh Thương tuy mạnh, nhưng cùng Vũ Văn ánh sáng thực lực chênh lệch lại không phải nhất tinh nửa điểm. Một hơi không đến thời gian. Thanh Thương thân thể lại rút lui mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, bay ngược ra 7-8 trượng lúc này mới ổn định thân hình. Thanh Minh mấy người cách xa nhau rất gần, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, sắc mặt đỏ bừng. Chỉ có Tiêu Phàm, vẫn như cũ không hề bận tâm, đạm mạc nhìn xem đối diện Vũ Văn ánh sáng. Đây chính là ngươi muốn cùng ta Thiên Đô Phủ không chết không thôi thực lực. Vũ Văn ánh sáng một mặt coi thường. Lại lần nữa nâng lên tay phải, chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm bọn họ. Long Phi Vũ nhìn thấy một màn này, nhíu mày, muốn há miệng đối với hắn bên cạnh lão giả nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Đại ca, không cần cứu bọn họ sao? Long Tử Yên không nhịn được hỏi, Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là cứu được không ít bọn họ Long Đằng Phủ người a. Tự ý nào đó tới nói, Tiêu Phàm thế nhưng là bọn họ ân nhân, hơn nữa. Tiêu Phàm còn nhường bọn họ liên minh thế lực đều chiếm được tư cách lệnh, Tiêu Phàm cũng xem như bọn họ đồng minh. Không phải không cứu, mà là không cần cứu. Long Phi Vũ lắc lắc đầu,
híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Không cần cứu, Long Tử Yên một mặt nghi hoặc, không tin nói, hắn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, tại sao có thể là cổ thần cảnh đỉnh phong đối thủ? Ngươi không thấy được mắt hắn ra đều không nhảy một chút không? Long Phi Vũ vẫn như cũ lắc lắc đầu, hắn một mực quan sát đến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí vẻ ngưng trọng đều không có lộ ra đến. Cái này nói rõ cái gì? Long Phi Vũ rõ ràng, đây là một loại tự tin. Hắn đối mặt cái khác đồng giai tu sĩ lúc, cũng là loại vẻ mặt này, một chút cũng không kinh hoàng. Phi Vũ, tiểu tử này xác thực bình tĩnh a, hơn nữa quá bình tĩnh. Một bên Hôi Bào lão giả cũng không nhịn được thở dài, không nói hắn thực lực, hắn tâm tính cũng đã hiếm có người có thể so sánh, sợ là ngươi cũng có chút không bằng. Long Phi Vũ trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, hồi tưởng bản thân đám người ở cái kia hắc ám trong thông đạo biểu hiện, cùng Tiêu Phàm biểu hiện khác biệt cũng không phải đồng dạng lớn. Hắn không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, cắn răng nói, nhị gia gia nói đúng, ta không phải có chút không bằng, mà là xa xa không bằng. A, à, Hồi Bào lão giả hơi hơi ngoài ý muốn, hắn biết rõ, Long Phi Vũ cùng Tiêu Phàm ở giữa khẳng định phát sinh một chút cái gì, nếu không mà nói, Long Phi Vũ không có khả năng dạng này tán thành Tiêu Phàm. Nhị gia gia, nếu như Tiêu Phàm không địch lại, ngươi cứu hắn một mạng. Long Phi Vũ chưa hề nói những chuyện kia ý tứ, chỉ là khẩn cầu. Hồi Bào lão giả nhíu mày, cuối cùng mới gật gật đầu, không vì cái gì khác, mà là Tiêu Phàm đáng giá hắn cứu. Huống hồ, Long Đằng Phủ cùng Thiên Đô Phủ ở giữa vốn là không hợp, cứu Tiêu Phàm, đối Long Đằng Phủ tới nói, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Giờ phút này, đoàn người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm không chung. Nhìn thấy Vũ Văn ánh sáng chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm bọn họ, rất nhiều người lộ ra vẻ cười lạnh. Nhất là Vũ Văn Tiên một phương cái kia thập đại thế lực, là Tiêu Phàm làm hại bọn họ không có đạt được tư cách lệnh, bọn họ đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, ước gì Tiêu Phàm lập tức chết ở nơi này. Trái lại Tiêu Phàm, lại là thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhìn về phía không trung hắc sắc long bào nam tử trung niên Lục Kinh Long nói, tiền bối, việc này ngươi mặc kệ sao? Tiêu Phàm trong lòng đối Lục Kinh Long sớm cũng đã 10 phần khó chịu, hắn thân làm thiên thần bảng tranh đoạt tái chủ trì, dĩ nhiên trơ mắt nhìn xem tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người bị giết mà thờ ơ. Dựa theo bình thường quy tắc tranh tài tới nói, người chủ trì là tuyệt đối không cho phép người dự thi bị cao giai tu sĩ đổ sát, Lục Kinh Long làm như thế, rõ ràng là từ bỏ U Vân Phủ ý tứ. Muốn hướng Lục tiền bối cầu cứu sao? Vũ Văn Hầu khịt mũi coi thường. Lục Kinh Long thế nhưng là khuynh hướng bọn họ Thiên Đô Phủ, nói câu không tốt nghe, Vũ Văn gia tộc vốn liền phụ thuộc Lục gia, lại làm sao có thể giúp một ngoại nhân đây. Đoàn người cũng là nhàn nhạt lắc lắc đầu, nếu như Lục Kinh Long sẽ ra tay mà nói, căn bản không cần Tiêu Phàm mở miệng, đã sớm xuất thủ. Hiện tại hướng Lục Kinh Long cầu cứu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm bọn họ mấy cái này U Vân Phủ tu sĩ, cơ bản chỉ có tử vong số mệnh. Lục Kinh Long rất khó chịu mình bị một cái nho nhỏ thiên thần cảnh chất vấn, hắn lộ ra một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, đạm mạc nói, đây là các ngươi ở giữa ân oán, cùng tranh tài không quan hệ. Tốt một cái cùng tranh tài không quan hệ, Tiêu Phàm đột nhiên ngông cuồng cười ha hả, cười có chút ngông cuồng, thậm chí điên cuồng. Tại đại bộ phận người nhìn đến, đây là bởi vì Tiêu Phàm tuyệt vọng, ngay cả Thanh Minh cùng Thanh Thương bọn họ, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phàm áo bào cổ động. Loạn phát bay tứ tung, cả người lộ ra một cỗ khó mà nói rõ bá đạo, trên mặt lộ ra băng lãnh thiếu dung, chỉ Vũ Văn Tiên bọn họ nói, vậy theo ý ngươi, ta hiện tại giết bọn họ, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Vậy theo ý ngươi, ta hiện tại giết bọn họ, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Phàm bá đạo lời nói quanh quẩn ở hư không, đoàn người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn coi chính mình nghe lầm một dạng. Hắn nói cái gì? Hắn muốn giết Vũ Văn Tiên bọn họ. Hơn nữa còn là ngay trước Vũ Văn Quang mặt, kinh ngạc qua đi, mọi người toàn bộ đều lộ ra khinh bỉ, nghĩ ngay trước Vũ Văn Quang mặt giết Vũ Văn Tiên bọn họ, cái kia đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Liền là Vũ Văn Tiên bản nhân, vậy cũng không phải dễ giết như vậy. Ha ha, tiểu tử này nằm mơ đi, đây là tử vong trước huyễn tưởng sao? Vũ Văn Hầu ngông cuồng cười to, nhìn thấy Tiêu Phàm như thế. Hắn trong lòng lửa giận cũng lắng lại mấy phần. Vũ Văn Tiên lại là vô cùng ngưng trọng, hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ nhiều lần,
xem như hiểu khá rõ Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm, nhưng hắn đều có loại nhìn không thấu cảm giác, không nói Tiêu Phàm có thể hay không giết chết, hắn khẳng định có đáng sợ lực lượng cùng khó lường át chủ bài. Ngươi có thể giết được người nào? Vũ Văn Quang nhe răng cười không thôi, từng bước một hướng về Tiêu Phàm bọn họ tới gần, chân trời trưởng cương cũng đã ngưng tụ thành hình. Có thể Tiêu Phàm căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vũ Văn Quang một cái, băng lãnh con người vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Kinh Long, tựa như đang chờ đợi Lục Kinh Long trả lời một dạng. Lục Kinh Long lông mày hơi hơi vặn một cái, hiển nhiên là sinh khí, híp híp hai mắt nói, chỉ cần cùng tranh tài không quan hệ, vậy liền cùng bản tọa không quan hệ. Không thể không nói, Lục Kinh Long trả lời xảo diệu, cùng không cùng hắn có liên quan, đó đều là hắn định đoạt. Hắn nói cùng tranh tài có quan hệ, vậy liền cùng hắn có liên quan, hắn nói cùng tranh tài không quan hệ, cái kia tự nhiên là không có quan hệ gì với hắn, dù sao liền là hắn một câu sự tình. A Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nếu như nói trước đó hắn là bởi vì Quân Nhược Hoan sự tình, mà đối Lục Kinh Long hình ảnh không tốt lắm mà nói. Như vậy hiện tại, Tiêu Phàm đã đem Lục Kinh Long trở thành chân chính địch nhân, người này, tất sát. Vậy các ngươi có thể chết. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lườm Lục Kinh Long một cái kia ánh mắt, tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Lục Kinh Long nhíu mày, bị một cái thiên thần cảnh gây hấn, hắn tự nhiên sinh khí, có thể tổng không thể bởi vì nhân ra một cái ánh mắt, bản thân liền lấy lớn hiếp nhỏ a. Muốn giết chết Tiêu Phàm, hắn có ngàn vạn loại phương pháp, căn bản không cần bản thân động thủ, chỉ cần một câu, đoán chừng người ở đây đều muốn nịnh nọt bản thân. Tiểu tử này, thật bá đạo. Thật là phách lối. Đoàn người trong lòng kinh hô không thôi. Những cái kia trước đó bởi vì Tiêu Phàm chiếm được tư cách lệnh các đại thế lực, trong lòng hay là không hy vọng Tiêu Phàm chết, thế nhưng là bọn họ đều lấy Long Đằng Phủ cùng Thiên Lan Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, giờ phút này nào dám đứng đi ra. Chết là ngươi, Vũ Văn Quang phẫn nộ, bàn tay không chút do dự đánh rơi xuống. Mau trốn, Thanh Thương nhìn thấy, gầm thét một tiếng, lần nữa xông tới. Dù là hắn biết rõ không phải Vũ Văn Quang đối thủ, nhưng hắn cũng không có mảy may trốn tránh ý tứ. Điểm này, ngược lại để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn, bất quá hắn cũng biết rõ, Thanh Thương chủ yếu nhất vẫn là bảo hộ Thanh Minh mà thôi. Thanh Minh cũng đã ẩn ẩn chịu không được cố kia cuồng bạo áp lực, có thể bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ bất động mảy may, mấy người khẽ cắn môi, cũng không có rời đi. Lão đầu, người chẳng lẽ nghĩ nhìn xem Chu Huyền chết sao? Tiêu Phàm đạm mạc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cổ linh phái đại trưởng lão Chu Nham nói. Đưa tay một chiêu, bị Thanh Minh sách ở trong tay Chu Huyền đột nhiên huyền không mà lên, hướng về Tiêu Phàm trôi nổi mà tới, Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bấm Chu Huyền cổ. Không muốn hắn chết, liền giết lão già kia, Tiêu Phàm một tay như sách chó chết dẫn theo Chu Huyền nói. Ngươi, Chu Nham cổ tức giận đỏ bừng, thiếu chút nữa thì không xông đi lên giết Tiêu Phàm, nhưng hắn quả thực là nhịn được. Có thể Tiêu Phàm muốn hắn giết lại là Vũ Văn Quang a, đừng nói hắn không phải Vũ Văn Quang đối thủ, coi như là, hắn cũng không dám giết Vũ Văn Quang. Đại trưởng lão, cứu, cứu ta, Chu Huyền sắc mặt đỏ bừng, dùng hết toàn lực quát ầm lên. Chu Nham mí mắt cuồng loạn, khẽ cắn môi, hay là xông tới, giờ phút này Thanh Thương đã cùng Vũ Văn Quang trưởng cương đâm vào cùng một chỗ, trong miệng phun máu không ngừng, nhưng hắn vẫn như cũ chống đỡ Vũ Văn Quang cường thế một kích. Lúc này, Chu Nham vọt lên, trong tay trường đao hướng lên trời, lăng không chém một cái, một dải lụa xẹt qua hư không, xông thẳng cái kia trưởng cương mà đi. Chu Nham, người tìm chết sao? Vũ Văn Quang giận tím mặt, hắn không nghĩ đến Chu Nham cũng dám đối với hắn xuất thủ. Vũ Văn trưởng lão, đắc tội. Chu Nham khẽ cắn môi, Chu Huyền thế nhưng là cổ linh phái hy vọng, cũng là hắn cháu trai, hắn lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đây? Hừ, người đây là đang đem cổ linh phái mang hướng thâm uyên. Vũ Văn Quang hừ lạnh một tiếng, căn bản không mua Chu Nham chướng. Chu Nham sắc mặt khó coi thời khắc, đáng tiếc hắn đã xuất thủ, hiện tại cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể chờ đợi việc này kết thúc sau đó, lại hướng Thiên Đô Phủ bồi tội. Hai đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Vũ Văn Quang công kích, có thể nghĩ Vũ Văn Quang cường hãn. Đồng giai tu sĩ bên trong, Vũ Văn Quang tuyệt đối xem như đỉnh tiêm thiên tài hàng ngũ, chỉ là cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh ở giữa chính là một đạo lạch trời,
cho dù tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không nhất định có thể vượt qua. Mở cho ta, Vũ Văn Quang toàn thân thần lực bành trướng mãnh liệt, lực lượng lần nữa tăng vọt, vừa mới dĩ nhiên còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Theo lấy hắn thần lực tuôn ra, cái kia trưởng cương uy lực lần nữa bạo tăng, Thanh Thương cùng Chu Nham hai người thân hình vừa lui lại lui, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Oanh, cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên đem hai người tung bay, hai đại cổ thần cảnh cường giả giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, hung hăng đập ở trên mặt đất. Thanh Thương toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ xương cốt vỡ ra, sắc mặt trắng bạch, nằm phế tích bên trong rốt cuộc không thể động đậy. Mà Chu Nham nhìn qua muốn tốt rất nhiều, nhưng hắn cũng đồng dạng không có đứng dậy, hắn và Thanh Thương hai người cũng đỡ không nổi Vũ Văn Quang, huống chi hiện tại hắn một người đây. Nếu như đứng lên, hắn còn muốn bị Tiêu Phàm uy hiếp, dứt khoát cũng liền xem như người bị trọng thương, coi như Chu Huyền chết rồi, hắn cũng đã tận lực, Cổ Linh phái cũng không thể trách tội đến trên người hắn. Tại Chu Nham cùng Thanh Nham hai người toàn lực ngăn cản phía dưới, Vũ Văn Quang trưởng cương cũng rốt cục bạo tán mà ra. Hắn lạnh lùng quét phía dưới một cái, nhe răng cười nói, liền bằng các ngươi một nhóm phế vật cũng muốn ngăn ta. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, bằng lãnh mắt như giống như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, vật nhỏ, bọn họ đều muốn chết không được sống, hiện tại còn có ai có thể cứu ngươi? Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói ta có một đầu chó sù, không cần ai tới cứu. Chó sù. Đoàn người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, chẳng lẽ là thật dọa điên rồi sao? Đừng nói một đầu chó sù, liền là 100 đầu cũng cứu không được mạng ngươi a. Rất nhiều người âm thầm lắc lắc đầu, cái này Tiêu Phàm cũng đã không cứu nổi, U Vân phủ những người khác cũng xui xẻo theo. Chết, Vũ Văn Quang lộ ra nhe răng trợn mắt, hắn còn coi là Tiêu Phàm đang mắng hắn đây, gầm thét một tiếng, lại là một chương đập xuống mà xuống. Cổ thần cảnh đỉnh phong chi uy, liền cái này phiến thương khung đều ẩn ẩn rung rung, đoàn người tựa như đã thấy Tiêu Phàm bọn họ bị một trưởng này đánh thành thịt nát một màn. Công tử, Quân Nhược Hoan bọn họ mấy người kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, nhưng lại bị cỗ kia cường đại lực lượng đánh bay. Bọn họ đều chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, ở đâu là cổ thần cảnh đỉnh phong đối thủ. Mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc. Long Phi Vũ một bên cái kia lão giả cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, có thể sau một khắc, hắn con người đột nhiên hơi hơi co rụt lại. Đồng thời, cái khác tu sĩ cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung. Phốc phốc một tiếng, chỉ thấy một đạo vết cào từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra, Vũ Văn Quang cái kia cường đại trưởng cương đột nhiên tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị xé toạc ra. Mà ở Tiêu Phàm trước người, lại là đột nhiên xuất hiện một đầu không đến hai thước lớn nhỏ bạch sắc tiểu động vật, toàn thân bộ lông màu trắng mềm mại vô cùng, phát ra diệu nhân quang trạch. Bất quá nó trên mặt da rẻ đứt gãy, lộ ra 10 phần lười biếng, một cái chân trước khẽ nâng lên, đen kịt con ngươi mang theo mấy phần coi thường. Chỉ xem nó bộ dáng, cùng Tiêu Phàm kiếp trước gặp qua chó sù thật đúng là có mấy phần cùng loại. Chỉ là nó nhìn về phía Vũ Văn Quang ánh mắt, liền tựa như trước đó Vũ Văn Quang nhìn Tiêu Phàm ánh mắt một dạng. Đây là cái gì đồ chơi? Thật lâu, đoàn người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn xem cái kia bạch sắc chó sù. Cũng không phải bộ dáng này nhường bọn họ chấn kinh, mà là gia hỏa này thực lực, nhường ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Nhẹ nhàng một móng vuốt, vậy mà liền xé ra Vũ Văn Quang cái kia cường thế trưởng cương công kích, bộ dáng kia, liền tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Đây là chó sù, lại có người mở miệng nói, bọn họ có thể còn nhớ được Tiêu Phàm trước đó lời nói, cái này chẳng lẽ liền là Tiêu Phàm trong miệng chó sù. Tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ quái dị, những cái kia trước đó còn giễu cợt Tiêu Phàm người, càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Làm Tiêu Phàm nói ra ta có một đầu chó sù thời điểm, bọn họ còn coi là Tiêu Phàm điên rồi. Có thể hiện tại nhìn đến, không phải Tiêu Phàm điên rồi, mà là bọn họ điên rồi. Long Phi Vũ đám người hít sâu một cái, bọn họ rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao như thế bình tĩnh, lấy cái này chó sù thực lực, hoàn toàn có thể bảo đảm hắn không lo a. Có thể tùy tiện phá mở Vũ Văn Quang một trường, người ở đây cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không trung phía trên, Lục Kinh Long nhíu mày, con người bên trong lóe qua một tia vẻ băng lãnh, hắn coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hiện tại, dĩ nhiên phong hồi lộ chuyển.
Quân Nhược Hoan bọn họ cũng là kinh ngạc nhìn xem cái kia bạch sắc chó xù, cái này vật nhỏ, dĩ nhiên nắm giữ cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực. Con chó này làm sao tới? Quỷ Thiên Cừu cổ quái hỏi. Chọc Thiên Hồng cùng Thần Thiên Nghiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ có thể chưa bao giờ gặp qua Tiêu Phàm bên người có như thế cường đại một đầu tiểu cẩu. Không trung phía trên, Vũ Văn Quang mí mắt một trận cuồng loạn, chỉ có hắn rất rõ ràng vừa mới một kích kia cường đại, nhìn về phía cái kia bạch sắc tiểu cẩu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Giết Tiêu Phàm, nếu như không có đầu này tiểu cẩu, hắn muốn giết Tiêu Phàm chỉ là lật tay sự tình mà thôi, có thể hiện tại, hắn coi như có thể giết chết Tiêu Phàm, cũng phải kiêng kỵ một cái, đầu này tiểu cẩu có thể hay không diệt Vũ Văn Tiên huynh đệ đây. Liền bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Vũ Văn Quang nói, đầu này tuyết bạch chó xù cũng không phải chó thật, mà là thần thú bảng xếp hạng đệ thập 6 trường sinh thú, một khi trưởng thành đến đỉnh phong, thế nhưng là có thể làm cho cả phiến thiên địa đều run rẩy tồn tại. Không, phải nói là thứ 19, thí thần giết trường sinh thú linh hồn, thay thế trường sinh thú vị trí, trường sinh thú tự nhiên cũng lui về phía sau mấy cái thứ tự. Giống thí thần cùng trường sinh thú dạng này thần thú, đều là thuộc về tuyệt thế quý hiếm, độc nhất vô nhị tồn tại, giết liền có thể tấn cấp. Mà những cái kia lấy quần cư lấy xưng thần thú, giết một đầu, lại không có dạng này hiệu quả. Trường sinh thú linh hồn bị thí thần diệt sát sau đó, bạch ma chiếm cứ nó nhục thân, hiện tại bạch ma liền trở thành một đời mới trường sinh thú. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút may mắn bạch sắc thạch đầu có thể khống chế bạch ma cùng trường sinh thú, mới có thể nhường hắn lấy được cái này cường đại tay chân. Nếu không mà nói, hôm nay cửa này thật đúng là không phải bình thường khổ sở. Đương nhiên, Tiêu Phàm trên người cũng có một hai cái cường đại át chủ bài, chỉ là đang hắn nhìn đến, kia chính là Liễu Chu Hồn cùng cái kia huyết sắc hạp tử, chỉ là dùng ở cái này Vũ Văn Quang trên người, Tiêu Phàm cảm giác quá lãng phí. Hắn còn nghĩ dùng Liễu Chu Hồn cho những cái kia muốn đối phó U Vân Phủ người, một cái đại đại kinh hỉ đây. Giống như không phải cái này nhiệt xúc. Bản tọa giết ngươi như giết heo chó. Vũ Văn Quang lạnh lùng nhìn thoáng qua bạch ma, sau đó băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trong đầu hắn tại nhanh chóng trầm tư, phải chăng ứng thừa cơ giết chết Tiêu Phàm tiểu tử này đây. Cảm nhận được Vũ Văn Quang trên người sát ý lạnh như băng, Thanh Minh bọn họ dọa đến lui về phía sau mấy bước, bất quá Tiêu Phàm lại là nở nụ cười. Tạp toái, ngươi mắng ai là nghiệt xúc, đột nhiên, lại là nhìn thấy cái kia nhỏ chó sù miệng phun tiếng người. Trong con người hiện ra lãnh quang, gắt gao tập trung vào Vũ Văn Quang. Bạch ma bị Tiêu Phàm khi nhục lâu như vậy, trong lòng kìm nén đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, giờ phút này lại tựa như tìm được phát tiết địa phương một dạng. Ta không để ngươi biến thân, ngươi liền không thể biến thân. Tiêu Phàm âm thầm cho bạch ma truyền âm nói. Bạch ma nếu là biến thành mấy chục trượng cao bản thể, khó tránh khỏi những người này sẽ đem trường sinh thú nhận ra, đến lúc đó coi như thật phiền toái. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Tiêu Phàm vẫn là rất rõ ràng, cho nên hắn cho bạch ma hạ đạo mệnh lệnh này. Giết hắn cái này tạp toái, còn cần biến thân. Bạch ma cũng không quay đầu lại truyền âm nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, kỳ thật không cần Tiêu Phàm nói, hắn cũng không dám tùy tiện biến thân. Biến thân sau đó, hắn cái trán độc giác khả năng liền lộ ra đến, hiện tại dạng này, vốn liền là hắn vì ẩn tàng thân phận mà thôi. Bạch ma đi từng bước một hướng Vũ Văn Quang, hắn đạp không mà đi, trên người sát ý càng ngày càng vênh váo hung hăng, tựa như chỉ cần Vũ Văn Quang mở miệng, nó liền muốn đem Vũ Văn Quang xé thành mảnh vỡ. Cảm nhận được bạch ma trên người sát ý, Vũ Văn Quang chỉ cảm giác toàn thân run lên, trên người hiện nổi da gà lên, một loại tử vong khí tức bao phủ hắn. Đi đến bây giờ cảnh giới sau đó, hắn cũng đã không biết bao lâu không có lãnh hội qua loại này bị áp bách cảm giác. Một đầu xúc sinh mà thôi, ta không tất yếu sợ hãi. Vũ Văn Quang trong lòng âm thầm an ủi bản thân, lập tức rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, điểm ấy tâm tính vẫn có. Lập tức trên người cổ động lấy cường đại khí thế, đón lấy bạch ma, sát khí bừng bừng nói, tự nhiên mắng ngươi là nghiệt xúc, hôm nay ngươi nếu ngăn ta, hôm nay ta liền ngay cả ngươi cùng nhau làm thịt, vừa vặn ăn một trận thịt chó. Ngươi rất tốt. Bạch ma nhe răng trợn mắt, trên người sát ý nháy mắt bộc phát ra, nó thân thể hóa thành một vệt sáng nhào về phía Vũ Văn Quang. Cái kia tốc độ, nhưng ở đây tất cả mọi người đều là một trận hãi hùng khiếp vía,
làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, bọn họ cũng đã nhìn thấy, Vũ Văn Quang cũng đã bay ra ngoài, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Qua Vũ Văn Quang chỉ cảm giác ngực truyền đến một trận đau nhói, thật giống như bị một quả lưu tinh đập trúng đồng dạng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn không ít, trong miệng máu tươi cuồng phún. Những người khác cũng hoàn toàn thấy choáng mắt, đây chính là Thiên Đô phủ nhị trưởng lão A, lại bị một đầu chó xù trực tiếp đánh bay, hơn nữa còn người bị trọng thương. Đại bộ phận người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, nhỏ chó xù cường đại một mặt chấn nhiếp đến tất cả mọi người, dù là Lục Kinh Long cũng không ngoại lệ. Mắng bản, lão tử người, toàn bộ đều chết rất thảm rất thảm. Bạch ma gầm thét không thôi, hắn nhưng không có buông tha Vũ Văn Quang dự định. Bạch ma là bực nào nhân vật, bị Tiêu Phàm khi nhục cũng liền bình thường, bây giờ dĩ nhiên rơi xuống bị một cái hỏng bét lão đầu tùy ý nhục mạ cấp độ, hắn đại đế uy nghiêm ở đâu. Hắn vốn định xưng bản đế, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó mệnh lệnh, hắn lại cải biến xưng hô. Một cái móng vuốt giận đập mà ra. Không trung phía trên, xuất hiện một con chó chảo, nhưng mà, giờ phút này lại không có người nào dám khinh thị một cái này móng vuốt. Nơi xa Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên tiếu dung, không nhịn được kích động hét lớn, ha ha, tiểu bạch huy vũ, cắn hắn. Thoại âm rơi xuống, bạch ma liền thầm mắng một tiếng, nó cái kia móng vuốt đột nhiên biến mất, sau đó toàn bộ thân thể nhào tới, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Vũ Văn Quang táp tới. Bạch ma đột nhiên đổi chảo làm cắn, để đám người kinh ngạc không thôi, đại bộ phận người đều lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là tương đương với cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh A, dĩ nhiên thật như một con chó đồng dạng, như thế nghe Tiêu Phàm lời nói. Bọn họ không biết là, giờ phút này bạch ma trong lòng cỡ nào phiền muộn. Nó đường đường đại đế cấp bậc cường giả, một móng vuốt chụp chết một cái cổ thần cảnh đều cảm thấy rất mất mặt, coi là đổi lại dĩ vãng, căn bản không cần hắn động thủ. Liền có thể tùy tiện muốn một cái cổ thần cảnh mệnh. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm dĩ nhiên để nó cắn Vũ Văn Quang, bản thân coi như đoạt xá trường sinh đại đế nhục thân, đó cũng là trong truyền thuyết trường sinh thú A, làm sao có thể thật cùng một con chó một dạng, đi cắn người đây. Nhưng mà sự thật liền là như thế, hắn thân thể không tự chủ được nghe theo Tiêu Phàm lời nói, dù là Tiêu Phàm không có chân chính mệnh lệnh hắn. Hống, bạch ma trong lòng bi phẫn gào thét. Hắn muốn tránh thoát Tiêu Phàm loại trói buộc này lực, có thể căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó, hắn phẫn nộ con người rơi vào phía trước Vũ Văn Quang trên người, nghĩ đến Vũ Văn Quang nhục mạ hắn lời nói, hắn phẫn nộ toàn bộ chuyển hóa thành sát ý. Một thoáng thời gian, lấy bạch ma làm trung tâm, thấy lạnh cả người quét sạch mà ra, sao, hư không nhiệt độ bỗng hạ thấp. Cái này nhưng đem Vũ Văn Quang dọa cho phát sợ, quay người liền chuẩn bị rút lui. A thân thể còn không có động, Vũ Văn Quang liền phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh, hắn chỉ cảm thấy bản thân một cánh tay, xương cốt toàn bộ đều nát, tựa như thoát ly hắn thân thể một dạng. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy bạch ma một ngụm kéo xuống hắn cánh tay phải, màu đỏ tươi con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào theo dõi hắn. Nghiệt xúc, ta muốn ngươi chết, bản tọa muốn ngươi chết. Cự đại thống khổ nhường Vũ Văn Quang cũng đã mất đi lý trí. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không muốn sống đồng dạng vồ giết về phía bạch ma. Ngao ô bạch ma vốn ngay tại giận trên đầu đây, cái này Vũ Văn Quang vậy mà còn dám mắng hắn nghiệt xúc, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được cỗ này lửa giận. Cũng không lo được Tiêu Phàm muốn hay không hắn cắn chết Vũ Văn Quang, hắn phun ra trong miệng tay cụt, lại lần nữa há mồm nhào tới. Hắn hiện tại chỉ muốn cắn chết cái này lão gia hỏa, nhưng hắn minh bạch đắc tội bản thân hạ tràng. Vũ Văn Quang có lẽ cảm thấy bản thân cổ thần cảnh uy nghiêm không thể xúc phạm, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, bạch ma đại đế uy nghiêm càng thêm không thể xúc phạm. Bạch ma phát cuồng, hư không triệt để cuồng bạo, đâu đâu cũng có hắn và Vũ Văn Quang va chạm thân ảnh. Tiêu Phàm cổ quái nhìn phía xa không một màn, mặc dù nhìn qua là một con chó đuổi theo một người cắn, nhưng trong đó phong hiểm, cho dù hắn đều có chút sợ hãi. Bạch ma chưa từng biến thân. Đại khái cũng chính là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi, có thể đè lên Vũ Văn Quang đánh, ngược lại cũng không thua thần thú uy nghiêm. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn biết rõ, bạch ma thực lực hiện tại đoán chừng còn không có hoàn toàn thi triển ra, nếu không mà nói, hắn chém giết một cái cổ thần cảnh đỉnh phong, căn bản không cần khó khăn như vậy. Có thể trở thành đại đế, bạch ma thiên phú cũng tuyệt đối là số 1 số 2 thiên tài cấp bậc. Hồng hộc, đột nhiên.
một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tiêu Phàm chỉ cảm giác một dải lụa từ mặt đất xông ra, cực tốc hướng về hắn kích xạ mà tới. Ngươi nghĩ hắn chết sao? Tiêu Phàm quát lớn một tiếng, nhấc lên Chu Huyền liền ngăn khuất trước người, đồng thời thân thể hướng về một bên tránh đi. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ chậm nửa nhịp, chỉ thấy một đạo máu tươi bắn ra, Chu Huyền hai chân bị cái kia tấm lụa chém xuống. A Chu Huyền phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh, đau đến bộ mặt hắn co quắp một trận, hắn trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn xem phía dưới. Lại là nhìn thấy cổ linh phái đại trưởng lão Chu Nham, đang cầm trong tay một chuôi đại đao lạnh lùng nhìn xem phía trên. Hắn vừa mới nghĩ thừa dịp Tiêu Phàm thất thần thời khắc đánh lén hắn, cứu Chu Huyền, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm linh giác thập phần cường đại, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp, mà Chu Huyền lại gặp ương. Đương nhiên, nếu như Chu Nham không phải vì cứu Chu Huyền, vừa mới một đao kia không có thi triển toàn lực, Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều đào thoát không được. Thả Huyền Nhi, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Chu Nham lạnh giọng nói, khô bại sợi tóc ở hư không vũ động, một bộ muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, thần sắc đạm mạc nhìn xem Chu Nham, nói, ngươi dựa vào cái gì để cho ta sống không bằng chết. Ta xem ngươi giết ta là giả, giết Chu Huyền mới là thật a. Hồ ngôn loạn ngữ, Chu Nham phẫn nộ thời khắc, cơ thể hơi run lên, coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy, giết Chu Huyền. Tiêu Phàm lại là liền nhìn đều lười nhác nhìn Chu Nham một cái, ngược lại nhìn về phía trong đám người thất tinh phủ tu sĩ vị trí, Hạc Nhan tiền bối, Chu Huyền giết Hạc Thanh Bách Hạc huynh, người này liền giao cho các ngươi xử trí, vì báo Hạc huynh đã từng cứu mạng chi tình. Ngươi dám? Chu Nham nghe vậy, sắc mặt đại biến, Chu Huyền nếu là ở trong tay Tiêu Phàm, hắn còn có cơ hội cứu trở về đến. Nếu là rơi vào thất tinh phủ trong tay, đây chính là hữu tử vô sinh a. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có để ý tới hắn, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống, đi tới Thanh Thương bên người, cho Thanh Thương truyền âm nói, Thanh Thương tiền bối, không biết ngươi có thể hay không tin tưởng tại hạ một lần. Thanh Thương không biết Tiêu Phàm là ý tứ gì, giờ phút này hắn người bị trọng thương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, Tiêu Phàm muốn giết hắn đều rất dễ dàng làm được. Hít sâu một cái, Thanh Thương nhẹ gật đầu, sự tình phát triển đến bây giờ cấp độ, hắn còn có cái gì không thể tin tưởng Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm đại biểu là U Vân Phủ, vô luận hắn đắc tội người nào, đều sẽ trách cứ U Vân Phủ phía trên. Có thể nói, hiện tại U Vân Phủ sinh tử tồn vong, đều cùng Tiêu Phàm cùng một nhịp thở. Tiêu Phàm mỉm cười, trong tay đột nhiên nhiều hơn mấy cái kim châm, đưa tay vung lên, mấy đạo lưu quang bỗng nhiên xuất vào Thanh Thương thể nội. Sau một khắc, Thanh Thương trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại không để ý tới Thanh Thương, mà là khinh thường nhìn xem Chu Nham nói, oan có đầu, nợ có chủ, Chu Huyền tất nhiên dám giết Hạc huynh, vậy liền phải có tử vong giác ngộ. Ta nói qua, nhất định sẽ cho Hạc huynh báo thù, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp đem bị chém nứt hai chân Chu Huyền ném đi ra ngoài, giờ phút này thất tinh phủ Hạc Nhan cũng đã đi tới phụ cận. Dương tay vồ một cái, lần nữa bóp Chu Huyền cổ. Hạc Nhan, thả Huyền Nhi. Chu Nham hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó chuyển hướng Chu Huyền nói. Hạc Nhan thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn cũng không phải không nghĩ thay Hạc Thanh Bách báo thù, mà là thất tinh phủ cùng cổ linh phái nguyên bản là âm thầm kết thành đồng minh. Nếu là giết Chu Huyền, vậy cái này đồng minh khả năng liền triệt để tan giả, mặt khác, Hạc Thanh Bách chết cũng có chút kỳ quặc. Tạm thời vẫn chỉ là Hạc Hàn cùng Tiêu Phàm lời nói của một bên mà thôi. Hắn luôn cảm giác bên trong Hạc Thanh Bách chết có chút không thích hợp, nhưng là lại không biết chỗ nào không thích hợp. Hạc Nhan nắm lấy Chu Huyền tay, hơi hơi run rẩy, hắn trong lòng chính đang thiên nhân giao chiến, rốt cuộc là giết, hay là không giết. Hạc Nhan, Hạc Thanh Bách chưa chắc là Huyền Nhi giết chết, ngươi cần phải hiểu rõ, có lẽ là Tiêu Phàm vụ oan hãm hại cũng không nhất định. Nhìn thấy Hạc Nhan do dự bất định, Chu Nham vội vàng lại nói. Hạc Nhan trưởng lão, Chu Nham trưởng lão nói không sai, ta nhìn ra việc này 8-9 phần 10 cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Không đợi Hạc Nhan mở miệng, lại một đạo thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm đối thủ một mất một còn, Huyền Thiên Kiếm Tông Huyền Diệp. Huyền Diệp cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng khinh thường nói, muốn cố ý đem Chu Nham lửa giận dẫn hướng Hạc Nhan trốn qua kiếp nạn này a.
hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Tiêu Phàm thần sắc bất phi sở động, tựa như tính trước kỹ càng một dạng. Hừ, Huyền Diệp trưởng lão, chiếu các ngươi ý tứ, là ta phối hợp Tiêu Phàm hãm hại công tử sao? Đột nhiên, thất tinh phủ tu sĩ bên trong Hạc Hàn hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm lấy một mai ký ức thủy tinh đi tới. Hạc Hàn, Hạc Nhan nhìn thấy Hạc Hàn đi tới, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng âm trầm, Hạc Hàn thiên phú hắn là biết rõ, tại thất tinh trong phủ, cũng chỉ yếu hơn Hạc Thanh Bách. Nếu như Hạc Hàn không phải bàng chi đệ tử mà nói, Hạc Thanh Bách chết, Hạc Hàn lại lấy được tốt thứ tự, về sau trở thành thất tinh phủ phủ chủ cơ hội rất lớn. Nghe được Chu Nham cùng Huyền Diệp lời nói, hắn không thể không hoài nghi Hạc Hàn cử động. Hạc Hàn thân làm thất tinh phủ thiên tài, hắn không có khả năng không biết thất tinh phủ muốn hủy diệt U Vân phủ sự tình, nhưng hắn cùng Tiêu Phàm đi quá gần, chuyện này vốn liền không giống bình thường. Chu Nham, người có biết rõ đây là cái gì? Hạc Hàn thình lình lấy ra trong tay hạt châu nói, hạt châu bình thường, cùng ký ức thủy tinh có chút cùng loại. Ngươi tính thứ gì, dám gọi thẳng lão hủ tên? Một cái Tiêu Phàm nhường hắn Chu Nham chí khí cũng liền bình thường, cái này Hạc Hàn dĩ nhiên cũng dám khinh thường bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Ong ong coi như Chu Nham chuẩn bị bão nổi thời khắc, Hạc Hàn liền dùng thần lực thúc dục trong tay hạt châu, đột nhiên từng đạo năng lượng ba động tràn ngập khắp nơi, ở hư không ngưng tụ thành một bức tranh. Hình ảnh vừa mới xuất hiện, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm, Tiêu huynh, ngươi trước đi, ta mà chết, ngươi nói cho thất tinh phủ là ai giết ta. Xanh bách thanh âm, Hạc Nhan trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những người khác ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào cái kia hình ảnh phía trên, họa diện, Tiêu Phàm, Hạc Thanh Bách cùng Hạc Nhan đang bị Chu Huyền bọn họ vây công, Hạc Thanh Bách giận chiến cổ linh phái tu sĩ, nhường Tiêu Phàm bọn họ đi trước. Đây là ký ức thủy tinh, có người âm thầm ghi chép lúc trước một màn, đoàn người có người lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung một màn này. Chu Huyền nhìn thấy cái kia bức họa diện, sắc mặt trướng càng thêm đỏ bừng, thậm chí có chút phát tím. Hình ảnh tiếp tục tiến lên, Hạc Thanh Bách cũng đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ, chuẩn bị cùng cổ linh phái người liều chết đánh cược một lần. Hạc huynh nhân nghĩa, ta Tiêu Phàm nếu là có thể sống sót, nhất định giết Chu Huyền, đồ diệt cổ linh phái, thay Hạc huynh báo thù. Lúc này, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, thiêu đốt lên huyết khí thoát đi mà đi, đào vong quá trình bên trong, còn cố ý mang theo Hạc Hàn. Tiếp xuống liền là Hạc Thanh Bách thể sống chết ngăn lại Chu Huyền bọn họ một màn, Chu Huyền cùng một đám thuộc hạ thương lượng ra một cái âm hiểm mưu kế, kia chính là giết Hạc Thanh Bách, cũng đem Hạc Thanh Bách chết giá họa cho Tiêu Phàm. Nghe được cái kia hoàn toàn giống như chân thực đồng dạng hình ảnh, đoàn người toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Hạc Thanh Bách câu nói sau cùng kia, vang vọng thật lâu ở đám người bên tai, Chu Huyền, cha ta sẽ cho ta báo thù, ngươi liền chờ lấy thất tinh phủ vô tận lửa giận a. Nghe được Hạc Thanh Bách tử vong trước đó cái kia bất lực thanh âm, Hạc Nhan toàn thân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Mà Chu Nham cùng Huyền Diệp hai người lại là sắc mặt khó xử đến cực điểm, Huyền Diệp càng là hận không thể tìm một đầu khe nứt chui vào. Chu Huyền thật đúng là không phải bình thường âm hiểm a, đầu tiên là hạ độc sát hại Hạc Thanh Bách, lại giá họa cho Tiêu Phàm, đáng tiếc, có người trốn ở trong bóng tối, ghi chép tất cả những thứ này. Đúng vậy a, bằng không Tiêu Phàm coi như thật thảm rồi. Chết cũng không sợ, sợ sẽ là uổng mạng. Hiện tại nhìn Chu Nham còn có nói cái gì, Hạc Nhan giết chết Chu Huyền, chỉ bất quá là thay Hạc Thanh Bách báo thù mà thôi. Đoàn người xì xào bàn tán, bọn họ thanh âm không lớn, nhưng Hạc Nhan bọn họ cỡ nào nhĩ lực, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Thanh âm này liền tựa như kim đâm tại Hạc Nhan trong tâm khảm đồng dạng, hắn trong lòng làm bản thân vừa mới hoài nghi Tiêu Phàm cùng Hạc Hàn mà ảo não. Thua thiệt bản thân còn tin tưởng Chu Nham bọn họ. Đây chính là các ngươi cái gọi là giá họa. Hạc Nhan phẫn nộ không thôi, nắm lấy Chu Huyền cổ, dùng sức bóp, xương cổ kém chút bị bóp nát. Người đang làm, trời đang nhìn, người giết hại thiếu chủ, tự nhiên đào thoát không được báo ứng. Hạc Hàn cười lạnh nói, cái này nhất định là giả, nếu như không phải có người hãm hại, mai này ký ức thủy tinh lại làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Chu Nham còn muốn làm cuối cùng dẫy dụa, không ít tu sĩ nghe vậy, cũng có chút hoài nghi, tất nhiên có người nhìn thấy một màn này, tại sao lại muốn đem ký ức thủy tinh giao cho Hạc Hàn đây? Ngay cả Hạc Nhan cũng lần nữa nhìn về phía Hạc Hàn lại là cười lạnh nói,
dạng này ký ức thủy tinh sớm liền ở ta thất tinh phủ tu sĩ bên trong truyền ra, rất nhiều người đều có. Thái thượng trưởng lão không hỏi thế sự, một mực đang bế quan, tự nhiên là không biết, ta đây mai cũng là một cái sư đệ cho ta, ngài nếu không tin, có thể tìm ta thất tinh phủ những người khác hỏi một chút. Hạc Nhan quay đầu nhìn về phía thất tinh phủ cái khác tu sĩ, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm, sau một khắc, lại là nhìn thấy hơn mấy chục thất tinh phủ tu sĩ lấy ra đồng dạng ký ức hạt châu. Còn có mấy người dùng thần lực thôi động cái kia hạt châu, ngay sau đó đồng dạng hình ảnh lần nữa xuất hiện, cơ hồ giống nhau như đúc. Giờ phút này, Hạc Nhan hắn cũng đã không còn hoài nghi việc này thật giả, tất cả nghi hoặc đều biến thành phẫn nộ. Chỉ có Quân Nhược Hoan bọn họ mấy người hiểu ý gật gật đầu, rất hiển nhiên, đem những ký ức này hạt châu vung ra ngoài chính là bọn họ mấy người, duy nhất một lần vung ra ngoài rất nhiều, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi đến bọn họ trên người. Không, không có khả năng, việc này chúng ta làm sạch sẽ, không có khả năng bị người phát hiện. Đột nhiên, Chu Huyền dùng hết toàn lực tránh thoát, gian nan hô lên một câu. Ở tử vong trước mặt, Chu Huyền cũng đã không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc. Hoa, lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, có một chút còn cầm thái độ hoài nghi người, cũng là kinh ngạc không thôi. Chu Huyền hắn thừa nhận, vậy liền nói rõ. Việc này mặc kệ có phải hay không kẻ khác âm thầm dở trò quỷ, hắn Chu Huyền giết chết Hạc Thanh Bách sự tình là thật. Tất nhiên như thế, vậy ngươi đáng chết. Hạc Nhan nghe vậy, bàn tay dùng sức một nắm, trực tiếp vặn nát Chu Huyền đầu, liền linh hồn đều không có chạy trốn ra ngoài. Hạc Nhan, dừng tay. Chu Nham gầm thét, có thể Hạc Nhan sát tâm kiên định, nơi nào sẽ dừng tay, hắn không những giết Chu Huyền, còn nhường Chu Huyền thần hồn câu diệt. Chu Nham quát ầm lên, ta muốn giết ngươi. Hừ, hiện tại ngươi lý giải lão hủ tâm tình. Lúc trước ta báo thù thời điểm, ngươi không phải nói rất khinh xảo sao. Hạc Nhan không hề sợ hãi, bọn họ thực lực tám lạng nửa cân, người nào cũng không yếu so với người nào. Hai đại cổ thần cảnh cường giả phẫn nộ đứng ở cùng một chỗ, biến mất ở không trung. Rất nhiều người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm vẫn như cũ thần sắc như thường. Tựa như sớm liền biết tất cả. Giờ khắc này, ai cũng không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, có người thậm chí hoài nghi, liền là Tiêu Phàm đạo diễn tất cả những thứ này. Làm sao, người cũng muốn giết ta? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem cách đó không xa Huyền Diệp nói, trong giọng nói đều là gây hấn ý vị. Huyền Diệp cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà tới, nhưng mà lúc này, Thanh Thương đột nhiên lần nữa đứng ở Tiêu Phàm trước người. Trên người khí tức mảy may không kém gì Huyền Diệp. Oanh, cũng liền tại lúc này, một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng đập ở trên quảng trường, lít nha lít nhít liệt phùng hướng về bốn phía tràn ngập khắp nơi. Vũ Văn Quang trưởng lão bại, đoàn người con ngươi hơi co lại là nhìn thấy một cái bạch sắc tiểu cầu từ thiên vũ từng bước một đạp xuống tới, giống như thần linh. Hừ, trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Huyền Diệp nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát rời đi. Vũ Văn Quang thực lực hắn rõ ràng, liền Vũ Văn Quang đều không phải cái kia tiểu cầu đối thủ, hắn nếu là đối Tiêu Phàm động thủ, có lẽ kế tiếp đến phiên hắn. Nhìn thấy Huyền Diệp rời đi, Tiêu Phàm cũng không để ý, mà là lách mình rơi vào Vũ Văn Quang rơi đập địa phương, quan sát phía dưới bụi bặm bên trong. Ta muốn giết ngươi cái này xúc sinh. Vũ Văn Quang gầm thét một tiếng, lần nữa từ trong bụi bặm xông ra, hắn toàn thân nhuốm máu. Thân thể lung la lung lay, liền đứng thẳng đều có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói giết chết bạch ma. Tí tí Tiêu Phàm cười khẩy, mỉa mai nhìn xem Vũ Văn Quang nói, ngươi liền chó đều không bằng, lại có thể giết người nào. Ngươi liền chó đều không bằng, lại có thể giết người nào. Bình thản lời nói quanh quẩn ở hư không, đối với Vũ Văn Quang tới nói, lại tựa như lôi đình trọng kích đồng dạng, thân thể run lẩy bẩy, không biết là bị tức, hay là bị bạch ma tổn thương. Tiêu Phàm lời nói xác thực không phải giả, tại đại bộ phận người nhìn đến, bạch ma liếc mắt một cái tiểu cẩu, Vũ Văn Quang thế nhưng là chân thật uy tín lâu năm cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể hiện tại, dĩ nhiên thua ở một con chó móng vuốt phía dưới, cái này chẳng phải là vừa vặn nói rõ hắn liền chó không bằng sao. Vũ Văn Quang màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi một dạng. Bạch ma trong lòng cũng là phẫn nộ không thôi. Đường đường đại đế cấp cường giả, bị người xem như một con chó. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám ở Tiêu Phàm trước mặt bão nổi, hắn biết rõ,
Tiêu Phàm cái này ác ma là cái gì cũng làm ra, người nào biết rõ sau đó trả nhường bản thân làm sự tình gì. Nếu như chỉ là giết người cũng liền bình thường, đã từng thân làm đại đế, giết người vô số, cũng đã đếm không đến. Thế nhưng là, Tiêu Phàm một phần vạn lại để cho hắn cắn người đây. Hồi tưởng lên vừa mới Tiêu Phàm một câu kia tiểu bạch không sai, cắn hắn, bạch ma liền có loại nghĩ thổ huyết xúc động, có thể mấu chốt là, bản thân thật đúng là cắn. Tiêu Phàm không nhìn Vũ Văn Quang cừu hận ánh mắt, nói chẳng lẽ ta nói sai à, ngươi liền chó đều không bằng, theo ta thấy, ngươi còn sống cũng là mất mặt xấu hổ, tất nhiên như thế. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Chưa kịp Tiêu Phàm nói xong, Vũ Văn Quang liền cực kỳ khinh thường nói ra. Tiểu Bạch, giết a! Tiêu Phàm khoát khoát tay, thậm chí ngay cả nhìn đều không lại nhìn Vũ Văn Quang một cái, quay người liền rời đi. Ngao ô bạch ma nghe được Tiêu Phàm lời nói, không hiểu lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì lần này, Tiêu Phàm không nhường hắn đi cắn Vũ Văn Quang. Gào thét một tiếng, bạch ma móng vuốt đột nhiên giận vung mà ra, Vũ Văn Quang thân thể bỗng nhiên một chia làm hai, nửa người dưới bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Vũ Văn Quang sắc mặt đại biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật dám giết bản thân, chẳng lẽ hắn còn muốn đắc tội Thiên Đô Phủ hay sao? Đoàn người cũng hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thiên Đô Phủ trưởng lão đều dám giết. Tiêu Phàm thật đúng là thật lớn lá gan. Long Phi Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, vô luận là hắn, hay là kiếm tử, hoặc là thi hoàng tử, đều kinh ngạc không thôi. Nếu là đổi lại là bọn họ, đó là khẳng định không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy chém giết Thiên Đô Phủ trưởng lão. Có thể Tiêu Phàm, giết Vũ Văn Quang đều tựa như chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Kẻ này nếu không chết, tương lai tất thành châu báu. Long Phi Vũ bên cạnh Hôi Bào lão giả hít sâu một cái nói, Phi Vũ, người này có thể kết giao một cái, các ngươi có thể lẫn nhau tiến bộ. Long Phi Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù Tiêu Phàm xác thực cho hắn mang đến rất lớn rung động, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng, bản thân thực lực tuyệt đối không thể so với Tiêu Phàm yếu. Nghiệt xúc, phẫn nộ gào thét lần nữa hấp dẫn đám người ánh mắt, lại là nhìn thấy Vũ Văn Quang quanh thân thiêu đốt lên cuồn cuộn huyết khí, tựa như muốn cùng Tiêu Phàm cùng bạch ma liều mạng một dạng. Dừng tay, cũng liền tại lúc này, không trung phía trên Lục Kinh Long đột nhiên hét lớn một tiếng, Vũ Văn gia tộc thế nhưng là Lục gia phụ thuộc gia tộc, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Vũ Văn Quang bị giết. Nhị gia, người bất kể ta muốn giết bọn họ. Vũ Văn Quang bị cắn rớt một cánh tay, lại bị chém rụng hai chân, hắn giờ phút này cũng đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Cái gì đồ chơi, bạch ma miệng phun tiếng người, khinh thường nhìn Lục Kinh Long một cái, móng vuốt căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Cái gì đồ chơi, nghe được bốn chữ này, Lục Kinh Long tựa như nhận lấy vũ nhục lớn lao đồng dạng, hừ lạnh một tiếng, từng bước một từ không trung đi tới. Kẻ khác đều muốn ngươi không nên lo chuyện bao đồng ngươi, ngươi dĩ nhiên còn muốn quản, da mặt thật không phải bình thường dày. Tiêu Phàm ngừng thân hình, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại nhìn thẳng không trung Lục Kinh Long. Đoàn người nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên, như nhìn phong tử tên điên, đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, cũng dám cùng Lục Kinh Long như thế nói chuyện. Rất nhiều người còn coi chính mình nghe lầm, có thể nhiều người như vậy. Lại làm sao có thể đồng thời nghe lầm đây? Hồng hộc, đồng thời, bạch ma móng vuốt giận vung mà xuống, cho dù Vũ Văn Quang thiêu đốt tinh huyết, cũng đồng dạng ngăn không được bạch ma một chảo. Cái kia chó xù thật giết Vũ Văn Quang, đoàn người hít một hơi lạnh, da đầu đều kém chút nổ tung, trợn to hai mắt nhìn xem giữa sân. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu huynh đệ hai người cũng lộ ra vẻ khó tin, bọn họ bên cạnh mấy cái cổ thần cảnh cường giả mí mắt nhảy lên. Gắt gao đem hai người bảo hộ ở trung ương. Làm càn, Lục Kinh Long gầm thét một tiếng, một cái tay lật một cái, một đạo đại thủ ấn bỗng nhiên từ cửu tiêu rơi đập mà xuống, hướng về bạch ma cùng Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiểu bạch, người cũng không nên khiến ta thất vọng, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem bạch ma nói. Bạch ma giết chết Vũ Văn Quang mặc dù chiến đấu thật lâu, nhưng đó cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, nếu như hắn biến thành trường sinh thú bản thể. Không nói thần vương cảnh dưới vô địch, vậy cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bạch ma hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng càng thêm khó chịu Lục Kinh Long cái kia quân lâm thiên hạ bộ dáng,
không chút do dự truyền thừa một đạo bạch quang xông tới. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, cách đó không xa một mai chiếu lấp lánh tinh thể bỗng nhiên rơi ở trong tay hắn, hiển nhiên là Vũ Văn Quang thần cách. Không hổ là cổ thần cảnh thần cách, ẩn chứa thần lực đều không giống. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy cái viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thần cách, tự nhủ. Đoàn người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, gia hỏa này, lúc này dĩ nhiên còn có tâm tư quan tâm cái kia thần cách. Coi như là cổ thần cảnh thần cách, vậy ngươi cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Bất quá rất nhanh, mọi người ánh mắt lại bị không trung chiến đấu hấp dẫn, đáng tiếc, bọn họ căn bản nhìn không thấy Lục Kinh Long cùng Bạch Ma thân ảnh, chỉ có thể nghe được kịch liệt tiếng va chạm. Nhị gia gia, cái kia tiểu cẩu rốt cuộc là tu vi gì? Long Phi Vũ không nhịn được hỏi, trong mắt tràn đầy đối thực lực khát vọng. Hồi bào lão giả mí mắt một trận nhảy lên, hít sâu một cái nói, hẳn là cổ thần cảnh hậu kỳ. Cổ thần cảnh hậu kỳ, Long Ngữ Hiên kêu sợ hãi không thôi, làm sao có thể, ta nghe nói Lục Kinh Long tiền bối thế nhưng là bán bộ thần vương a, cổ thần cảnh hậu kỳ liền có thể cùng hắn một trận chiến. Sự thật liền là như thế. Hồi bào lão giả trịnh trọng gật gật đầu, hắn trong lòng cũng 10 phần không bình tĩnh, dư quang lại là quét về phía Tiêu Phàm, trong lòng trầm ngâm nói, tiểu tử này nếu không liền là thật lớn số phận, nếu không liền là địa vị đáng sợ. Ở hắn nhìn đến, bạch ma dạng này đáng sợ thú sủng, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Oanh, thật lâu, không chung một tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức mở, bạch ma vững vàng rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa. Toàn thân bộ lông màu trắng lóe sáng, còn chấn động một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Đối diện, Lục Kinh Long sắc mặt ửng hồng, quần áo có chút rách nát, mặc dù hắn tận lực che giấu, nhưng có tâm người cũng có thể nhìn ra hắn thất bại. Ngươi thắng, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Bạch Ma nói, hắn phát hiện, Bạch Ma thực lực so với hắn dự đoán còn muốn cường đại. Không thắng, tại không thay đổi trước người sách phía dưới, không thắng được hắn. Bạch Ma lạnh lùng đáp lại Tiêu Phàm, cái kia tại sao hắn bị thương đây? Tiêu Phàm buồn bực nói. Ta cũng bị thương, bất quá ta phục hồi như cũ năng lực không phải hắn có thể so, nhìn không ra dị dạng. Bạch Ma khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trường sinh thú sức khôi phục, xác thực cực kỳ biến thái, nhìn không ra cũng bình thường. Hắn trong lòng cũng tò mò, trường sinh thú nếu như không có cái khác đặc thù năng lực. Bằng vào cái kia sức khôi phục mà nói, ở trên thần thú bảng xếp hạng không có khả năng tại thí thần phía trước mới đúng. Lục Kinh Long nhìn về phía Bạch Ma ánh mắt có chút kiêng kỵ, bất quá lại căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, người tuân pháp thiên thần bảng tranh đoạt tái quy tắc, cũng biết hậu quả. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thần sắc đạm mạc nhìn xem Lục Kinh Long, hắn biết rõ Lục Kinh Long sẽ làm khó hắn, thật không nghĩ đến. Lại là tại thiên thần bảng tranh đoạt tái sự tình bên trên đối phó hắn. Hậu quả gì ta không biết, cũng không muốn biết rõ, bất quá ta muốn biết rõ là, ta trái với cái gì quy củ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Lục Kinh Long làm người, đã bị Tiêu Phàm khinh thường, người nha, cái này thiên vị Vũ Văn gia tộc cũng quá rõ ràng. Quấy loạn thiên thần bảng tranh đoạt tái, còn chưa đủ à? Lục Kinh Long hừ lạnh nói, trong lòng cười lạnh không thôi. Hôm nay thần bảng tranh đoạt tái ta nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào, người một cái tam lưu thế lực run rế cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Lục Kinh Long thật đúng là không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, toàn bộ thiên vũ vực, hắn Lục gia to lớn nhất, há lại sẽ sợ một cái đầu mâu tiểu tử. Nói câu không tốt nghe, thiên thần bảng tranh đoạt tái hắn Lục gia vô luận làm cái gì, chỉ cần không vượt qua một ít người ranh giới cuối cùng, liền sẽ không có người truy cứu. Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh tu sĩ liền nghĩ dung chuyển hắn Lục Kinh Long địa vị, đơn giản liền là cười nhạo. Quấy loạn thiên thần bảng tranh đoạt tái. Tiêu Phàm phốc phốc một tiếng, thiếu chút nữa thì cười ra, nói uy, ta có vẻ như trước đó hỏi qua rồi ngươi, người ở đây cũng toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở, ngươi nói cùng thiên thần bảng tranh đoạt tái không quan hệ sự tình, ngươi liền sẽ không quản. Lục Kinh Long sắc mặt trầm xuống, lời này hắn đúng là đã nói. Bất quá hắn vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập nói, bản tọa lời này có sai sao? Mặt của ngươi ra quả nhiên không phải bình thường dày a. Tiêu Phàm hít khẩu khí, lập tức khuôn mặt cũng biến băng lạnh nói, Vũ Văn Quang muốn giết ta thời điểm, ngươi nói mặc kệ, đồng dạng ngươi cũng khẳng định nói cho ta nếu giết bọn hắn, ngươi cũng sẽ không quản, ta
ta cùng với Vũ Văn gia tộc ở giữa ân oán không có quan hệ gì với ngươi. Có thể ngươi vừa mới cưỡng ép nhúng tay cũng liền bình thường, bây giờ lại trả đũa, theo ta thấy, ngươi nói nhiều như vậy lời nhảm, còn không bằng trực tiếp nói cho mọi người, Thiên Đô Phủ liền là giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh không được sao. Cũng hoặc có lẽ là, lần tiếp theo thiên thần bảng tranh đoạt tái cũng không tất yếu cử hành, ngươi Thiên Võ Thần Sơn Lục gia nói ai là đệ nhất, người nào liền là đệ nhất, nghĩ đến cũng không ai dám cùng ngươi Lục gia tranh chấp. Làm càn, Lục Kinh Long nổi giận nói, cho dù hắn ra mặt dày so núi đá, giờ phút này cũng bị Tiêu Phàm nói mặt đỏ tới mang tai, thật sự là hắn thiên vị cũng quá rõ ràng. Việc này nếu là truyền đi, đối với hắn Lục gia ảnh hưởng có thể không thế nào tốt. Làm càn, hôm nay ta vẫn thật là càn rỡ, thì tính sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Long nói. Hắn cũng đã làm xong xấu nhất dự định, cùng lắm thì giết chết cái này Lục Kinh Long, rời đi Thiên Vũ vực cũng được. Về phần U Vân Phủ, Tiêu Phàm cũng không quản được cái này nhiều, hắn có thể làm, chỉ là mang đi Tu La Điện cùng đệ nhất thành tu sĩ mà thôi. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, Quân Nhược Hoan bọn họ nhao nhao đi đến Tiêu Phàm sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Long. Nhất là Quân Nhược Hoan, trên người hắn càng là phát ra như có như không sát ý, Lục gia vốn liền là hắn cửu nhân, giờ phút này căn bản không cần tận lực che giấu. Đây chính là Lục Kinh Long a, liền Lục Kinh Long hắn đều dám trách mắng. Đoàn người cũng bị Tiêu Phàm trách mắng làm cho sợ hết hồn, liền hô hấp đều biến thở gấp lên. Phong tử tên điên, đơn giản liền là từ đầu đến đuôi phong tử tên điên. Chẳng lẽ hắn coi là, dựa vào cái kia đầu cổ thần cảnh đỉnh phong cấp bậc tiểu cẩu, liền có thể cùng Lục gia xoay cổ tay sao? Nếu như Tiêu Phàm thật nghĩ như vậy, vậy hắn cũng liền không sai biệt lắm xong. Lục gia có thể trở thành Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch chi chủ, cho dù xưng là Thiên Vũ vực đệ nhất gia tộc cũng không quá đáng, cổ thần cảnh tại Lục gia trước mặt, căn bản liền không có khả năng nhấc lên sóng lớn. Lục Kinh Long mí mắt cuồng loạn, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ như thế khinh thường cùng trách mắng, cái này khiến hắn rất mất mặt. Thế nhưng là, nhìn thấy Tiêu Phàm trước người bạch sắc tiểu cẩu, Lục Kinh Long luôn cảm giác hắn trên người có loại 10 phần khí tức nguy hiểm. Tiểu tử, bản tọa không lấy lớn hiếp nhỏ, lần này tha cho ngươi một mạng, chỉ hủy bỏ ngươi tư cách. Lục Kinh Long ngăn chặn trong lòng sát ý, ra vẻ nhân từ nói. Đoàn người hơi kinh ngạc, Lục Kinh Long dĩ nhiên chuẩn bị buông tha Tiêu Phàm. Chẳng lẽ thực sự là không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tuyệt đối không phải, duy nhất khả năng chính là, Lục Kinh Long kiêng kỵ Tiêu Phàm thú sủng, cái kia một đầu chó xù. À, người Lục gia có vẻ như chỉ là Thiên Võ Thần Sơn trong đó nhất mạch mà thôi, còn không đại biểu được toàn bộ Thiên Võ Thần Sơn a. Tiêu Phàm mảy may không đem Lục Kinh Long lời nói đặt ở trong lòng. Dừng một chút, vừa cười một tiếng, nếu như ngươi tùy tiện biên cái lý do liền có thể hủy bỏ ta tư cách, cái kia chẳng phải là nói, ngươi cũng tương tự có thể hủy bỏ ở đây tất cả mọi người tư cách. Lục Kinh Long sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là đang cố ý ép buộc hắn đây. Hắn Lục Kinh Long như thế thiên vị Vũ Văn gia tộc, còn không phải bởi vì Vũ Văn gia tộc là hắn Lục gia chiếm lấy Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch công thần lớn nhất sao? Có thể ngươi biểu hiện như thế rõ ràng, chẳng lẽ sẽ không sợ cái khác phân dãy có ý kiến gì không? Huống hồ, người Lục gia chủ dãy vị trí còn không có ngồi vững vàng đây, liền nghĩ động toàn bộ Thiên Vũ vực căn cơ, không khỏi cũng quá mức. Tiêu Phàm trong lòng kỳ thật đã có phỏng đoán, Thiên Thi Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ muốn hủy diệt U Vân Phủ, đoán chừng cũng có Lục gia hình bóng. Nếu không mà nói, U Vân Phủ dù sao cũng là to lớn nhị lưu thế lực, làm sao có thể nói diệt liền diệt đây? Lục trưởng lão, theo lão hủ nhìn, việc này vẫn là đến đây thì thôi a, cũng không thể làm trễ nải thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đang lúc Lục Kinh Long nghĩ đến như thế nào mở miệng thời khắc, đột nhiên một đạo già nua thanh âm vang lên. Đoàn người ánh mắt nhao nhao hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy Long Đằng Phủ phương hướng một cái hôi bào lão giả cười nhạt nhìn xem không trung. Hôi bào lão giả thân hình hơi có vẻ còng xuống, nhưng hắn con ngươi lại sắc bén như kiếm. Là Long Uyên tiền bối, hắn vậy mà ở cho Tiêu Phàm cầu tình. Có người nhận ra hôi bào lão giả thân phận, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Long Uyên, Long Phi Vũ nhị gia gia, cũng là Long Đằng Phủ đại trưởng lão, thực lực sâu không lường được,
đoán chừng không ở dưới Lục Kinh Long, hắn lời nói vẫn có phân lượng rất lớn. Lục Kinh Long nhìn thấy Long Uyên trên mặt tiếu dung lúc, trong lòng hơi hơi ngưng tụ, hắn như thế nào không biết, bản thân nếu là không đáp ứng Long Uyên yêu cầu lúc sẽ có hậu quả gì đây. Long Đằng Phủ cũng không phải duy trì bọn họ Lục gia, một khi tự mình làm quá mức, Long Đằng Phủ cùng thế lực khác đoán chừng đều sẽ đứng ở bản thân mặt đối lập. Nếu thực sự là như thế, hắn Lục Kinh Long khả năng liền không xuống đài được. Dù sao, thiên thần bảng tranh đoạt tái đối với 9 phủ 13 tông tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, cái này quan hệ đến một chút tài nguyên phân phối. Theo ta thấy, việc này cũng liền này coi như thôi, xuất thủ trước cũng không phải vị tiểu huynh đệ này, mà là Vũ Văn Quang. Kiếm tử bên cạnh một cái hắc y lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Lục Kinh Long nghe vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Không sai, ta cảm thấy Tiêu Phàm tiểu hữu cũng không có làm ra thất thường gì sự tình, huống hồ trước đó Lục trưởng lão bản thân cũng không phải đáp ứng mặc kệ nhàn sự sao. Chính là, cuối cùng Lục trưởng lão bản thân nói chuyện không tính mà nói động thủ trước, việc này đều có đúng sai, vẫn là không nên trễ nãi tranh tài tiếp tục tiến hành. Một cái lại một cái thế lực trưởng lão đứng ra nói, bọn họ nhìn thấy Long Uyên mở miệng sau đó, cũng không chút do dự bắt đầu đả kích Lục Kinh Long. Lục Kinh Long nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, bằng lạnh ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường, tựa như muốn đem cái khác dám gây hấn bản thân quyền uy người đều từng cái nhớ kỹ. Có thể Long Uyên đám người trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, cũng không có bất luận cái gì e ngại. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Uyên bọn họ một cái, hắn trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có người thay bản thân nói chuyện. Thật lâu, Lục Kinh Long thu liếm trên người sát ý. Thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Lục Kinh Long trưởng lão thỏa hiệp, không ít người kinh ngạc nhìn xem Lục Kinh Long, tựa như mình nghe lầm đồng dạng, giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến không giống nhau. Cái này có lẽ còn là cái thứ nhất dám gây hấn Lục gia trưởng lão cấp bậc người, còn có thể thu hoạch được bình yên vô sự a. Có thể được Thiên Võ Thần Sơn trưởng lão nhớ kỹ, là tại hạ vinh hạnh. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói, hủy bỏ tư cách hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều quan tâm. Chỉ là nghĩ đến bản thân cũng đã đi đến nơi này, nếu là liền dạng này rời đi, lại quả thật có chút không đáng cùng đáng tiếc. Chủ yếu nhất là, U Vân Phủ hiện tại thế nhưng là nắm giữ 4 khối tư cách lệnh A, lại như thế nào cũng có thể lấy được một cái không sai thứ tự. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng muốn kiến thức một cái Vũ Văn Tiên lực lượng, cái này thập đại thiên tài đệ nhất nhân. Đến cùng là cái gì mặt hàng? Hừ, Lục Kinh Long hất lên áo bào, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, ở trong lòng hắn, Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Cho dù hiện tại không thể tại Long Đằng Phủ giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó diệt Tiêu Phàm, để tiết mối hận trong lòng. Tất cả dự thi người chú ý, lấy được tư cách lệnh người, liền có thể tiến giai vòng thứ 3, hiện tại, lấy được tư cách lệnh người tiến lên. Lục Kinh Long lần nữa mở miệng nói, hắn ánh mắt lại là một mực lưu ở Tiêu Phàm trên người, hắn muốn nhìn xem, tiểu tử này đến cùng không có tư cách lệnh. Đây cũng là Lục Kinh Long sở dĩ không cùng Tiêu Phàm so đo nguyên nhân một trong, nếu là Tiêu Phàm liền tư cách lệnh đều không lấy được, cái kia cho dù hủy bỏ hắn tư cách cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất nhiên như thế, còn không bằng đáp ứng Long Uyên yêu cầu, mình cũng thừa cơ tìm hạ bậc thang. Lục Kinh Long thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên cái thứ nhất đi đến phía trước, trong tay nắm chặt một khối tư cách lệnh, sắc mặt như xương, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lục Kinh Long ánh mắt từ Vũ Văn Tiên trên người đảo qua, trên mặt lộ ra một tia hài lòng tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng, coi như tiểu tử kia có thể tiến giai vòng thứ 3, lấy Vũ Văn Tiên thực lực, giáo huấn một cái tiểu tử kia, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình a. Tại Lục Kinh Long nhìn đến, Tiêu Phàm sở dĩ có thể sống sót, cũng không phải chính hắn mạnh bao nhiêu, mà là bên cạnh hắn đầu kia bạch sắc tiểu cẩu quá biến thái. Mà cái này vừa mới từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều không có xuất thủ, lại làm sao có thể là Vũ Văn Tiên đối thủ đây. Nhưng mà sau một khắc, Lục Kinh Long trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy là không thể tin. Không chỉ là Lục Kinh Long, những người khác cũng toàn bộ đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước. 4 cái, U Vân Phủ dĩ nhiên chiếm được 4 khối tư cách lệnh bài.
Có người kinh hô mà ra, trong giọng nói tràn đầy rung động, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước bốn người không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm, Thanh Minh, Mạc Lâm cùng Vũ Nhu tiên tử. Cùng một cái thế lực, dĩ nhiên chiếm được bốn cái tư cách lệnh. Cái này sao có thể, là giả a, à, bọn họ ngụy tạo tư cách lệnh. Không phải, các ngươi nhìn, ra sân chỉ có 22 người, cái này nói rõ bọn họ trong tay tư cách lệnh là thật. Đoàn người không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, có thể bọn họ lại không thể không tin, tại bực này thịnh hội bên trên, tuyệt đối không ai dám làm giả. Huống chi, Lục Kinh Long đối Tiêu Phàm bọn họ vốn là 10 phần khó chịu, nếu là Tiêu Phàm bọn họ ở tại trước mặt lừa gạt, Lục Kinh Long tuyệt đối không ngại thừa cơ giết chết Tiêu Phàm bọn họ. Làm sao có thể, Thanh Thương cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, vừa mới hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy sự tình. Chỉ là không muốn Tiêu Phàm bọn họ bị giết chết mà thôi. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bọn họ dĩ nhiên chiếm được bốn khối tư cách lệnh, phóng tầm mắt thiên thần bảng tranh đoạt tái lịch sử, cũng cho tới bây giờ không có cái nào thế lực đồng thời chiếm được bốn khối tư cách lệnh. Đây là có chuyện gì? Lục Kinh Long trong lòng phiền muộn không thôi, hắn nguyên bản coi là U Vân Phủ một khối tư cách lệnh cũng không chiếm được, có thể bây giờ lại chiếm được bốn khối, hoàn toàn là đánh hắn mặt a. Hắn con người tại Tiêu Phàm bọn họ bốn người trên người từng cái đảo qua, hắn thực sự nghĩ không ra, U Vân Phủ tại sao có thể lấy được bốn khối tư cách lệnh. Hít sâu một cái, Lục Kinh Long bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía cái này 22 người nói, đem mệnh cách thần tinh lấy ra. Đám người không biết vì sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà giao ra mệnh cách thần tinh, sau đó lại có người đi lên nhắm mắt cảm ứng cái kia từng khỏa mệnh cách thần tinh. Trong tay cầm giấy bút tựa như tại thống kê cái gì. Thật lâu, cái kia thống kê nhân viên lúc này mới đem ghi chép kết quả giao cho Lục Kinh Long. Lục Kinh Long quét trên giấy một cái, lông mày hơi nhíu, thâm trầm con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tuyên bố a, Lục Kinh Long thản nhiên nói, lại đem thống kê kết quả giao cho cái kia thống kê hắc bào lão giả. Vâng, hắc bào lão giả cung kính gật gật đầu, theo đằng sau hướng Tiêu Phàm bọn họ, quát khẽ, hiện tại. Ta tuyên bố một cái vòng thứ hai kết quả tranh tài. Thoại âm rơi xuống, toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại hắc bào lão giả trên người. Vòng thứ hai, 22 người tấn cấp vòng thứ ba, dựa theo mệnh cách thần tinh đã từng thu nạp vô chủ mệnh nguyên bao nhiêu quyết định bài danh, hạng 22, Mạc Lâm. Mạc Lâm âm thầm thở dài một hơi, tựa như sớm liền biết kết quả này đồng dạng, hắn thực lực tại U Vân Phủ xác thực xem như không tệ. Có thể cùng những cái này tấn cấp vòng thứ ba so sánh, xác thực không ở cùng một cái cấp độ, có thể lấy được một khối tư cách lệnh, cũng đã 10 phần không sai. Tiêu Phàm lại là nhíu mày, hắn không nghĩ đến, vòng thứ hai dĩ nhiên cũng đồng dạng là dựa theo giết chết người số bao nhiêu quyết định bài danh, trước đó hắn còn tưởng rằng rút thăm quyết định đây. Thứ hạng này, thế nhưng là có thể quyết định rất nhiều sự tình, nếu như gặp gỡ thực lực mạnh mẽ đối thủ, căn bản cũng không có tấn cấp cơ hội, dù sao. Vòng thứ ba hoàn toàn dựa vào là người thực lực. Hạng 21, Vũ Nhu. Hắc bào lão giả tiếp tục mở miệng, báo ra từng cái danh tự. U Vân Phủ người mặc dù chiếm được bốn cái tư cách lệnh, cũng đừng nói cho ta, bọn họ đều bài danh cuối cùng a. Có người cười nhạo nói, trong giọng nói đều là ý chào phúng. Nhưng mà tiếp xuống hắc bào lão giả báo ra danh tự, lại làm cho bọn họ tiếu dung cứng đờ. Hạng 20, Hạc Hàn. Hắc bào lão giả cũng không có quan tâm đám người ánh mắt, nguyên một đám niệm nổi danh tự, thất tinh phủ Hạc Hàn không khỏi hết lồng ngực, cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn có thể lấy được khối này tư cách lệnh, hay là Tiêu Phàm phân cho bọn hắn đây? Tiếp xuống hắc bào lão giả từng cái báo ra đám người danh tự, có thể tiến giai vòng thứ ba, không hề nghi ngờ đều là các đại thế lực tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí xưng là đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Mà từ hạng 10 bắt đầu, thập đại thiên tài tên, rốt cục xuất hiện ở đám người bên tai. Liễu Cuồng Sinh chính là thập đại thiên tài đệ lục, dĩ nhiên chỉ chiếm được hạng 10. Cái này cũng không phải hoàn toàn nhìn thực lực, vận khí cũng rất trọng yếu, dù sao, vòng thứ 2 giết người bao nhiêu mới là quyết định vòng thứ 3 trình tự căn bản. Không sai, vòng thứ 3 chủ yếu nhất vẫn là dựa vào người thực lực càng mạnh, mới có thể đi càng xa, Nguyệt Ngưng tiên tử chính là thập đại thiên tài thứ 5. Không được vẫn chỉ là bài danh hạng 8 sao. Không chỉ như thế, kiếm tử mới vẻn vẹn lấy được hạng 6, Long Phi Vũ chỉ lấy được hạng 5,
thì hoàng tử cũng mới lấy được hạng tư, cái này cùng bọn họ thập đại thiên tài tên cũng không tương xứng. Ngược lại là Long Ngữ Yên, ở trong thập đại thiên tài bài danh đệ bát, lại chiếm được hạng 7. Mọi người nhỏ giọng một chút, rốt cuộc phải công bố 3 hạng đầu. Đoàn người thấp giọng nghị luận, vì vòng thứ 3 bài danh mà kinh ngạc, hắc bào lão giả cũng giống như cố ý sâu người khẩu vị, sau nửa ngày mới bắt đầu tiếp tục đọc lên dựng ngược cái thứ 3 danh tự. Hạng 3, Vũ Văn Hầu. Hắc bào lão giả mặt lộ quái dị nói. Không chỉ hắn kinh ngạc, đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi, Vũ Văn Hầu thực lực có vẻ như cũng không như thế nào a, hắn dĩ nhiên giết biết bao nhiêu người. Chỉ có những cái kia trèo lên đỉnh vô thần phong người biết rõ, Vũ Văn Hầu sở dĩ có thể lấy được hạng 3, là bởi vì hắn giết không ít thiên đô phủ người. Vũ Văn Hầu thần sắc băng lãnh, hắn cũng không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên chiếm được hạng 3. Hiện tại chỉ còn lại 2 người, hạng 2 cùng hạng nhất là ai đây? Lại có người kinh hô, trong mắt lộ ra chờ mong. Giờ khắc này, đoàn người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên trên người, tiến giai vòng thứ 3 22 người, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Hạng 2 cùng hạng nhất, nhất định là từ Vũ Văn Tiên cùng Tiêu Phàm bên trong sinh ra. Mặc dù đây chỉ là một cái vòng thứ 2 bài danh, đồng dạng chỉ là tạm thời, nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm cái này thứ tự, ai cũng nghĩ ép Vũ Văn Tiên một đầu. Hắc bào lão giả nắm chặt trong tay trang giấy, run nhẹ nhẹ, hắn hiển nhiên cũng đang kinh ngạc kết quả này, có thể kết quả này là hắn thống kê, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hạng 2, hắc bào lão giả hít sâu một cái, cố ý kéo dài lấy thanh âm, nói, Vũ Văn Tiên. Cái gì, Vũ Văn Tiên chỉ là hạng 2. Nói như vậy, Tiêu Phàm chiếm được hạng nhất, cái này sát thần, vòng thứ 2 lại giết bao nhiêu người a? Đoàn người lên tiếng kinh hô. Không tin kết quả này, vòng thứ nhất Tiêu Phàm lấy được hạng nhất cũng liền bình thường, cái này vòng thứ hai, rốt cuộc lại lấy được hạng nhất. Phải biết, thứ tự càng đến gần phía trước, cũng liền nói rõ giết người càng nhiều, Tiêu Phàm lấy được hạng nhất, cũng từ khía cạnh chứng minh, hắn giết không ít dự thi tu sĩ. Hạng nhất, Tiêu Phàm. Thật lâu, lão giả vẫn là phun ra cái cuối cùng thứ tự, giờ khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hiển nhiên cũng có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Mọi người không biết Tiêu Phàm lấy được đệ nhất là làm thế nào đến, chẳng lẽ gia hỏa này cố ý khắp nơi săn giết tu sĩ sao? Chỉ có những cái kia đi đến qua vô thần phong đỉnh người biết rõ, Tiêu Phàm lúc ấy một người cầm kiếm nộ sát thiên đô phủ tu sĩ, ít nói cũng có mấy chục. Nếu như lại tăng thêm cái khác thời điểm giết người, cộng lại đoán chừng 60-70-10 cái vẫn có, thành tích như vậy, cầm tới hạng nhất tự nhiên không khó. Phải biết. Vòng thứ hai tổng cộng người dự thi cũng liền 500 người mà thôi, có 60-70 chết ở trong tay Tiêu Phàm, cái này đã có thể chứng minh Tiêu Phàm biến thái. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ hãi. Tiêu Phàm lại là đắng chát cười một tiếng, hắn thật không nghĩ qua giết nhiều người như vậy, thiên đô phủ tu sĩ chết ở trong tay hắn, vậy cũng là vì chết thay đi U Vân phủ tu sĩ báo thù mà thôi. Thu liếm tâm thần. Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nhìn về phía hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả cũng từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày tiếp tục thiên thần bảng vòng thứ 3 tranh đoạt tái, sau 3 ngày chưa tới người, coi là từ bỏ tranh tài, đều tản đi. Đám người thần sắc run lên, nhao nhao nhìn về phía bản thân trận đầu tranh tài đối thủ. Dựa theo trước đó công bố quy tắc, hạng nhất đối chiến một tên sau cùng. Tiêu Phàm vòng thứ nhất đối thủ lại là Mạc Lâm, Vũ Văn Tiên đối thủ lại là Vũ Nhu Tiên Tử. Về phần Thanh Minh, xếp hạng đệ thập 7 tên, đối thủ của hắn lại là Kiếm Tử, Tiêu Phàm có thể không cho rằng Thanh Minh là Kiếm Tử đối thủ. Cái này chiến đấu còn không có bắt đầu, liền tương đương với U Vân Phủ cũng đã đào thải 3 người. Loại này quy tắc tranh tài, cũng có thể tránh khỏi cường giả bị dẫn đầu đào thải, có thể làm cho bọn họ cường giả như vậy lưu ở cuối cùng va chạm. Gia tăng tranh tài quan thưởng tính. Tiêu Phàm nếu là trận đầu thắng được, đối thủ của hắn liền là xếp hạng thứ 12 tên cùng hạng 11 bên trong đó một người, lòng vòng như vậy. Vẻn vẹn nhìn những người kia một cái, Tiêu Phàm liền quay người rời đi, bây giờ nghĩ quá nhiều không có quá nhiều giá trị, dù sao binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Rời đi thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt lại quét đám người bên trong một cái, hắn luôn cảm giác mình bị người nào tập trung vào đồng dạng. Chỉ là lại bắt không đến cái gì.
chẳng lẽ lại bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người để mắt tới? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, có chút buồn bực nói, có vẻ như thời gian nửa năm còn chưa đến a. Lập tức trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên trước đó bị hắn chém xuống một khối váy trắng vải vóc, luôn cảm giác trong đó có một chút liên hệ. Công tử, một đạo thân ảnh đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy Trọc Thiên Hồng bọn họ một mặt kích động đi tới, trên mặt đều là vẻ sùng bái. Trọc Thiên Hồng, người đột phá. Tiêu Phàm ánh mắt nháy mắt rơi vào Trọc Thiên Hồng trên người, hắn không nghĩ đến một tháng thời gian, Trọc Thiên Hồng lại đột phá đến cao hơn cảnh giới. Còn phải đa tạ công tử, hiện tại ta cũng rốt cục vượt qua công tử tu vi. Trọc Thiên Hồng hậm hực cười một tiếng, nếu như không phải Tiêu Phàm cung cấp cái kia mấy trăm khỏa thần cách, hắn muốn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đây. Tiêu Phàm mỉm cười, không có nhiều lời cái gì, ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Ma. Công tử, đây là... Quân Nhược Hoàn ánh mắt đột nhiên rơi vào Bạch Ma trên người, hiếu kỳ hỏi. Một đầu tương đối lãnh ngạo tiểu cẩu mà thôi, các ngươi tốt nhất đừng tới gần hắn. Tiêu Phàm không có làm nhiều giải thích ý tứ, nói ra lời này thời điểm, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Ma, ánh mắt bên trong mang theo một tia uy hiếp. Bạch Ma mười phần khó chịu, có thể lại không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn hiện tại hết thảy đều quyết định tại Tiêu Phàm trong tay, bao quát vận mệnh. Tiêu Phàm, mệt nhọc một tháng, hiện tại hảo hảo tu dưỡng, vì sau ba ngày làm chuẩn bị đi. Lúc này, Thanh Thương mang theo Thanh Minh U Vân phủ tu sĩ đi tới, hữu ý vô ý nhìn Bạch Ma một cái. Trước đó Thanh Thương còn có chút cao ngạo, cho rằng Tiêu Phàm tương đối ngông cuồng, có thể hiện tại hắn phát hiện, người trẻ tuổi này, cũng đã đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Cũng tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, liền tựa như Thanh Thương ngang hàng đồng dạng, không có mảy may khiếp đảm ý tứ. Thanh Thương cho Tiêu Phàm bọn họ an bài một gian tương đối an tĩnh nhã uyển. Tiêu Phàm thế nhưng là U Vân phủ công thần, hiện tại đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau. Trở lại nhã uyển, Tiêu Phàm liền bàn ngồi ở trên giường, tâm thần hoàn toàn chìm vào tiểu thiên địa cùng thần cung bên trong. Giờ phút này, tiểu thiên địa phá toái không chịu nổi, liền tựa như vô số mảnh vỡ lơ lửng tại hắc ám vũ trụ bên trong, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm ứng được, mỗi một phiến mảnh vỡ bên trong đều có một tia kỳ diệu liên hệ. Nhưng Tiêu Phàm khẽ thở phào là tiểu thiên địa bên trong cái kia siêu cấp thành trì lại là không có cái gì dị dạng, đông đảo tu sĩ vẫn như cũ sinh hoạt cùng một chỗ rộng lớn mảnh vỡ phía trên. Về phần thần cung, lại là một mảnh đen kịt, Tiêu Phàm chỉ có thể cảm ứng được linh hồn bản thể cùng thí thần tồn tại. Thần cung cùng tiểu thiên địa vẫn như cũ còn đang không ngừng tan rã, muốn khôi phục, cơ hồ không thể nào. Tiêu Phàm thật sâu hít khẩu khí. Cũng may hắn thực lực cũng không thụ tiểu thiên địa cùng thần cung quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là tạm thời không thể điều động tiểu thiên địa cùng thần cung lực lượng mà thôi. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày, chỉ cảm giác thể nội vô tận chiến huyết đột nhiên sôi trào lên, chán phóng kim sắc quang mang, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng vô cùng. Ngang chưa kịp Tiêu Phàm biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một tiếng xa xăm hùng hậu tiếng long ngâm từ ngoại giới truyền đến, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn ở thiên địa. Đạo này tiếng long ngâm, cơ hồ vang vọng cả tòa Long Đằng Thiên Thành, tất cả mọi người đều đi ra nơi tu luyện, ngạc nhiên nhìn về phía chân trời. Lại là nhìn thấy, một đạo kim sắc lưu quang từ cuối chân trời xông thẳng cửu tiêu, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Kim sắc lưu quang đến nhanh, đi cũng nhanh, làm tiếng long ngâm biến mất sau đó, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết cũng dịu xuống một chút. Hơn hai tháng trước vừa mới tiến vào Long Đằng Phủ có vẻ như cũng là loại này cảm giác, chỉ là lần này vô tận chiến huyết phản ứng càng thêm mãnh liệt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đình chỉ tu luyện ra khỏi phòng. Công tử, Phong Lang bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm hắn đi ra, bọn họ đều đi tới. Phong Lang trầm ngâm nói, công tử, lần trước Long Đằng Phủ tu sĩ nói bọn họ lão tổ lại tu luyện, có thể tháng này cái này tiếng long ngâm càng ngày càng tấp nập, có vẻ như ba ngày liền xuất hiện một lần. Đây là Long Đằng Phủ sự tình, chúng ta tạm thời liền không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ dị tượng bực này không phải ai tu luyện kết quả. Chỉ là hiện tại hắn không có quá nhiều tinh lực đi quản những cái này, một cái thiên đô phủ đã đủ hắn chịu, nếu là một phần vạn lại đắc tội Long Đằng Phủ, cái kia U Vân Phủ coi như thật phiền toái. À, Tiểu Bạch đây, Tiêu Phàm nhìn xem tứ phương, đột nhiên phát hiện Bạch Ma không thấy bóng dáng.
vừa mới ta nhìn thấy hắn chạy đi ra, lấy hắn thực lực, hẳn là không sao chứ. Thần Thiên Nghiêu nghe được Tiêu Phàm lời nói, hồi đáp. Chạy, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi quái khiếu một tiếng, đồng thời, hắn trong lòng hừ lạnh nói, Tiểu Bạch, ngươi tốt nhất cho ta trở về, bằng không lần sau gặp gỡ ngươi, thì có thịt chó ăn. Hắn hiện tại dám như thế phách lối, lớn nhất ỷ vào một trong liền là Bạch Ma. Nếu để cho Lục Kinh Long cùng Huyền Diệp đám người biết rõ Bạch Ma chạy, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Hẳn không phải là chạy a, ta xem nó hướng cái kia kim sắc long quang vị trí địa phương đi. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu, quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Phong Lang bọn họ cũng lộ ra cổ quái, bọn họ nghĩ không ra tại sao Tiêu Phàm thất thố như vậy, chẳng lẽ cái kia Bạch Ma không phải hắn sủng vật sao? Tốt, không sao, mọi người nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm rất nhanh bình phục một cái suy nghĩ, nếu như Bạch Ma chạy, hắn cũng phải suy nghĩ một cái ứng đối phương pháp. Phong Lang bọn họ gật gật đầu, chuẩn bị hướng riêng phần mình gian phòng đi đến, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bạch sắc lợi mang từ phía chân trời bay vụt mà tới, rơi ở viện tử bên trong. Nhìn thấy đạo kia bạch ảnh, Tiêu Phàm ngưng trọng trên mặt rốt cục lại khôi phục một tia ý cười, đi đến Bạch Ma bên người, sờ lên Bạch Ma đầu nói, Tiểu Bạch, ta liền biết rõ ngươi sẽ trở về. Xứng đáng là công tử, cổ thần cảnh đỉnh phong thần thú vậy mà đều bị hắn hàng phục. Chỉ là không biết đây là cái gì thần thú. Quân Nhược Hoan bọn họ trong lòng thầm than, càng ngày càng bội phục lên Tiêu Phàm đến. Bọn họ lại là không biết, Tiêu Phàm lại cho Bạch Ma truyền âm nói, lần sau nếu là lại không rên một tiếng liền chạy, ta không ngại nếm thử trường sinh thú thịt vị đạo. Bạch Ma không khỏi dùng mình một cái, nếu là trước kia có người dám uy hiếp hắn đường đường đại đế, đoán chừng một bàn tay liền quạt đi lên. Có thể hiện tại, tại Tiêu Phàm cái này ác ma trước mặt, hắn không thể không áp chế trong lòng lửa giận. Tiểu Bạch, cho ta hộ pháp. Tiêu Phàm buông ra Bạch Ma đầu, liền đi vào gian phòng bên trong, Bạch Ma nhe răng trợn mắt đi theo. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời khắc, Bạch Ma thanh âm lại là vang lên, tiểu tử, cho ta một đêm thời gian, ngày mai ta nhất định trở về. A, nhìn thấy Bạch Ma thỏa hiệp, Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Bạch Ma dĩ nhiên cũng sẽ xin khoan dung, lập tức hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Ma nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, vừa mới cái kia kim long quang ảnh, chính là long hồn, nuốt nó, có thể lớn mạnh linh hồn. Lớn mạnh linh hồn, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn hiện tại thần cung bị hao tổn, đang lo không có biện pháp đâu. Bạch Ma trong miệng long hồn. Tất nhiên có thể lớn mạnh linh hồn, đó là không có thể tu bổ thần cung đây. Không sai, hơn nữa ta cảm thấy một cỗ hùng hậu long lực, có thể là long đế long lực, cái này long đằng phủ, trước kia khả năng đi ra long đế. Bạch Ma hít sâu một cái nói, tựa như cố ý đang dụ dỗ Tiêu Phàm một dạng. Thần vương cảnh phía trên chính là đại đế đúng không, long tộc đại đế xưng là long đế. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Xem như thế đi, Bạch Ma nhẹ gật đầu, không có đối Tiêu Phàm làm quá nhiều giải thích, trong mắt hắn lóe qua nồng đậm tha thiết, tựa như ước gì lập tức chạy tới cái kia kim sắc long quang vị trí. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt lóe qua nồng đậm tha thiết, bất quá lập tức lại lắc lắc đầu, long đằng phủ ngọa hổ tàng long, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng liền Lục Kinh Long ngươi đều không thắng được, nếu là gặp gỡ long đằng phủ lão tổ, đến lúc đó đều phải không may. Bạch Ma trầm mặc. Tiêu Phàm nói không sai, hắn mặc dù thoát ly khống chế, nhưng thực lực chỉ là cổ thần cảnh mà thôi, như thế phách lối, đến lúc đó không may thế nhưng là chính hắn. Trừ phi, chúng ta trôi qua lặng lẽ, coi như Bạch Ma chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tiêu Phàm lại nói. Nghe vậy, Bạch Ma trong mắt lóe qua một đạo ánh sáng, hắn lúc đầu liền không có dự định buông tha cái kia long hồn cùng bàng bạc long lực, nếu là có thể thôn phệ. Hắn tin tưởng bản thân rất nhanh thì sẽ khôi phục đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lấy được cái kia long hồn cùng long lực, ta coi như khôi phục không đến thần vương cảnh, nhưng là khẳng định có thể khôi phục lại cổ thần cảnh đỉnh phong, đến lúc đó khoảnh khắc Lục Kinh Long, như giết run dế. Bạch Ma sợ Tiêu Phàm từ bỏ, lại vội vàng nói. Tất nhiên dạng này, cái kia vô luận như thế nào đều muốn đi đụng một cái vận khí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng nhìn xem Bạch Ma nói, bất quá,
ngươi cũng phải ngụy trang một cái mới được. Bạch Ma bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, dọa không khỏi lui về sau một bước. Chốc lát sau đó, Bạch Ma từ một cái đen kịt lò dưới đài mới đi ra, một tiếng lông trắng biến thành đen kịt sắc, thậm chí ngay cả bề ngoài hình dạng đều phát sinh cải biến, lần này lại biến thành một cái dài một thước mèo con. Tại hắn cách đó không xa, Tiêu Phàm đang cười ha hả nhìn xem hắn, một tay nâng cầm lên nói, dạng này ngươi ẩn tàng khí tức, liền không ai có thể nhận biết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành một cái trung niên nhân bộ dáng, đồng thời vận chuyển công pháp, biến hóa một cái thần lực khí tức. Bạch Ma một mặt phiền muộn nhìn xem Tiêu Phàm, kém chút liền muốn bão nổi, có thể nghĩ đến cái kia long hồn cùng long lực lúc, hắn lại không thể không đem cái kia phẫn nộ áp chế ở trong lòng. Chờ ta khôi phục thần vương cảnh, nếu là có thể thoát ly ngươi khống chế, nhìn ta không phải rất tốt tra tấn ngươi. Bạch Ma trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hai đạo hắc ảnh lướt qua hư không, cực tốc hướng về chân trời bay đi, tại đen kịt đêm tối phía dưới, người bình thường căn bản không phát hiện được. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng mười phần cẩn thận, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, sợ bị người phát hiện. Long Đằng Phủ mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng hiện tại, tuyệt đối có thực lực uy hiếp đến Bạch Ma cái này đại đế cấp bậc tồn tại. Long Đằng Phủ so bọn họ tưởng tượng phải lớn, chí ít không chỉ có chỉ là một tòa Long Đằng Thiên Thành, thành trì bên ngoài, là từng đầu rộng lớn long hình sơn mạch, giống như từng đầu thần long nằm dài. Dừng, Bạch Ma đột nhiên gọi lại Tiêu Phàm, hai người ở trong một mảnh cổ lâm ngừng lại, nói, phía trước có người. Tiêu Phàm thất kinh, trong lòng cũng không khỏi bội phục Bạch Ma, gia hỏa này quả nhiên không hổ là đại đế, dĩ nhiên có thể phát hiện người trong bóng tối vật, hắn thế nhưng là cái gì đều không có phát hiện a. Người đi theo ta, đi vòng qua. Bạch Ma nhìn Tiêu Phàm một cái. Tốt, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn như thế nào không biết, Bạch Ma là muốn cố ý làm khó dễ hắn, một đường đi xuống, Bạch Ma nhiều lần đều ở cố ý hất ra hắn, nếu như không phải hắn tốc độ còn không tính chậm, thật đúng là có khả năng theo không kịp. Bạch Ma ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đi, cho dù là ở trong cổ lâm, hắn cũng như dẫm trên đất bằng một dạng. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ theo sát phía sau, bây giờ hắn tốc độ cũng không yếu so với cổ thần cảnh trung kỳ. Nếu là Thái Huyền Thần Du bộ có thể đột phá đến đệ tam trọng thần du cảnh giới, Tiêu Phàm tự tin, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng không chắc nhanh hơn hắn. Bạch Ma cũng là hơi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm tốc độ, dĩ nhiên có thể theo kịp bản thân, Tiêu Phàm mặc dù đáng giận, nhưng thiên phú và thực lực xác thực không kém. Sau nửa ngày, Bạch Ma rốt cục ngừng lại, nhún nhún cái mũi, nhìn chằm chằm phía trước nói, liền là nơi đó. Tiêu Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, con người hơi hơi co rụt lại, tại hắn phía trước vị trí, lại là một mảnh u sâm sơn cốc bên trong hắc vụ bốc hơi, lại lờ mờ có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc lưu quang tại trong sương mù dày đặc lấp lóe. Cho dù cách nhau rất xa, Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia kim sắc lưu quang ẩn chứa cường đại thần lực, hơn nữa còn có thể nghe được từng tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ. Thật thuần túy lực lượng, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán. Kia chính là long hồn, ta nếu là nuốt, nhất định có thể khôi phục thần vương cảnh. Bạch Ma hô hấp có chút gấp rút, trong mắt lóe qua tha thiết quang mang, lách mình liền chuẩn bị xông xuống dưới. Bất quá, chưa kịp hắn động thủ, Tiêu Phàm lại liền vội vàng kéo hắn, quát khẽ nói, chờ một chút. Làm sao, ngươi đừng nói cho ta, đến nơi này còn muốn lùi bước. Bạch Ma lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, đến nơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trấn áp 100 vạn năm lâu, nếu là lấy Bạch Ma trước kia tính nết, đoán chừng đã sớm nháo long trời lỡ đất. Hiện tại bị Tiêu Phàm ngăn chặn cũng liền bình thường, nếu như ngay cả khôi phục thực lực cơ hội đều không cho hắn, Bạch Ma khẳng định biết tức giận. Ngươi có tin không, ngươi chỉ cần xuất hiện tại sơn cốc bên trong, liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Tiêu Phàm trừng Bạch Ma một cái, u lãnh trong con ngươi lóe lên tinh quang. Hắn cũng biết rõ. Trường kỳ mượn nhờ bạch sắc thạch đầu cùng thí thần lực lượng đối phó trường sinh thú cũng không phải biện pháp, nên phóng túng thời điểm còn là muốn phóng túng. Nếu có nguy hiểm, chẳng lẽ ta còn không phát hiện được sao? Bạch Ma hiển nhiên không tin, hắn mặc dù từ đại đế cảnh tu vi ngã rơi xuống hiện tại cổ thần cảnh, nhưng hắn linh giác vẫn là số 1 số 2. Vừa mới hắn linh hồn chi lực dò xét qua,
cái này sơn cốc ngoại trừ một chút tuần tra nhóm người bên ngoài, căn bản không có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần vòng qua những cái kia tuần tra người, hắn liền có thể tiến vào sơn cốc bên trong, đến lúc đó thôn phệ những cái kia long hồn cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nơi này bố trí cực kỳ bí ẩn trận pháp, Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngươi không tin, đại khái có thể xông đi vào thử xem. Nói đến đây, Tiêu Phàm quay người liền hướng phía sau đi đến, tựa như chuẩn bị chạy trốn một dạng. Ngươi làm cái gì? Bạch Ma đối trận pháp không phải đặc biệt biết, có thể là nhìn đến Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, hắn trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm ý tứ gì. Đương nhiên là rời đi a, ngươi muốn đi chịu chết, chẳng lẽ còn muốn ta bồi ngươi chết? Tiêu Phàm trợn trắng mắt nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, người nhà muốn chịu chết liền bản thân, cũng đừng bám vào ta. Bạch Ma nghe vậy, trong lòng đem Tiêu Phàm thầm mắng mất trăm lần, có chút không tin nói, thật có trận pháp. Bạch Ma đã từng mặc dù rất mạnh, nhưng hắn đối trận pháp thế nhưng là nhất khiếu bất thông, bây giờ cảnh giới rơi xuống, mặc dù có trận pháp hắn cũng không phát hiện được. Những cái kia long hồn, ta cũng muốn lấy được, nhưng dạng này đi vào, khẳng định sẽ không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, hắn lại quay đầu đi trở về, trong tay lấy ra một cái cục đá, lại nói, ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn cục đá đột nhiên bắn ra, hướng về sơn cốc một bên khác bay đi, trong chớp mắt đi ngay mấy dặm cự ly. Một tiếng nổ vang truyền đến, ngay sau đó hư không hà quang lấp lóe, một màn ánh sáng hiện lên ở hư không, đem chung quanh sơn cốc đều chiếu sáng vô cùng. Gần như đồng thời, ba đạo lưu quang từ cái kia núi rừng bên trong sông ra, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Người nào, một tiếng kêu to từ sơn cốc bên trong truyền ra, chốc lát sau đó, từng đạo lưu quang từ sơn cốc bên trong sông ra, cường đại khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Làm bọn họ nhìn thấy cái kia ba đạo lưu quang lúc, không chút do dự xông tới. Thật có trận pháp, Bạch Ma trợn tròn mắt. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng rốt cục có một chút biến hóa, tiểu tử này có vẻ như cũng không phải là cái gì cũng sai. Vừa mới những người kia thực lực, cho dù lấy hắn Bạch Ma năng lực, muốn tại không được tạo thành động tĩnh điều kiện tiên quyết giết chết bọn họ, cũng không thể nào làm được. Một khi phát sinh động tĩnh to lớn, đến lúc đó chỉ có thể kinh động càng nhiều cường giả, Long Đằng phủ thân làm chín phủ 13 tông xếp hạng thứ hai thế lực, cường giả vô số, coi như hắn Bạch Ma cũng chưa hẳn có thể chịu nổi. Tiêu Phàm ngược lại là không có quan tâm trận pháp kia, mà là nhìn xem cái kia mấy đạo thân ảnh bỏ chạy phương hướng, kinh ngạc nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, dĩ nhiên còn có những người khác tiềm phục tại chung quanh. Long hồn dụ hoặc, cho dù thần vương cũng đỡ không nổi, huống chi cổ thần cảnh đây. Bất quá những người kia thật đúng là không may, bị ngươi kinh động đến Long Đằng phủ người. Bạch Ma ngược lại là lơ đễnh, ta thực sự không phải cố ý. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại. Lắc lắc đầu, hắn cảm giác vấn đề này cũng không phải đơn giản như vậy, nói có thể mấu chốt là, không nhất định mỗi cái cổ thần cảnh đều có thể biết rõ nơi này có long hồn a. Hắn trong lòng cũng âm thầm trầm ngâm, nơi này nắm giữ long hồn cũng rất quỷ dị, có thể Bạch Ma nói nơi này còn có một loại long lực tồn tại, Long Đằng phủ ở phiến khu vực này, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì nơi này có tự nhiên ưu thế. Cái này ngược lại cũng vậy, Bạch Ma nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Long hồn là như thế nào lưu lại? Tiêu Phàm lại hỏi. Người đây đều không biết. Bạch Ma xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, nói, long tộc long hồn, cùng nhân tộc linh hồn không khác nhau chút nào. Long hồn bên trong hàm chứa cực kỳ cường đại lực lượng, bất quá, long hồn sinh ra, lại cùng linh hồn có chút khác biệt. Cái này có cái gì khác biệt? Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Long hồn sinh ra, có hai loại phương pháp, một loại là một chút long tộc siêu cấp cường giả chết rồi. Long hồn chỉ là mất đi bản thân ý thức, lấy một loại đặc biệt trạng thái tồn tại. Bạch Ma nghĩ nghĩ, giải thích nói. Dừng một chút, lại nói, loại thứ hai, liền là long tộc cường giả thi thể ý chí không diệt, chậm rãi ngưng tụ thành mới long hồn chỉ có đơn giản ý thức, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào long tộc thi thể tồn tại, mà nhân tộc linh hồn lại là bẩm sinh. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, lúc này mới nói, chiếu ngươi nói như vậy. Long hồn chỉ có chết sau mới có thể xuất hiện. Không sai, phàm là xuất hiện long hồn địa phương, hơn phân nửa là long tộc táng địa. Bạch Ma nhẹ gật đầu nói, vừa mới dứt lời, Bạch Ma đột nhiên con ngươi hơi hơi co rụt lại,
kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước sơn cốc, cái này sơn cốc lại là một chỗ long tộc táng địa. Chỉ bất quá một cái long tộc mộ địa mà thôi, có cái gì kinh ngạc sao? Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Bạch Ma, hắn thật không biết một chỗ mộ huyệt có thể có cái gì ngạc nhiên. Tiểu tử, người đây liền cô lậu quả văn. Bạch Ma cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, long tộc táng địa, có thể không chỉ là như nhân tộc mộ địa đồng dạng, long tộc táng địa, chí ít cũng phải mai táng một vị long đế. Bởi vì chỉ có long đế, mới có thể để cho cam đoan long lực kéo dài không suy, mà long lực, cũng là long hồn tồn tại căn bản. Ta liền nói nơi này tại sao có như thế hùng hậu long lực, nguyên lai nơi này lại là một chỗ long tộc táng địa. Tiêu Phàm trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ đến long tộc táng địa còn có lớn như vậy địa vị, long đế thi thể a, bậc này tồn tại chết rồi, tùy tiện lưu lại chút gì đồ vật, đối cổ thần cảnh tới nói đều là chí bảo. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, khó trách long đằng phủ ở trong này xây thành trì, nguyên lai nơi này còn có lớn như vậy một bí mật. Tiểu tử, lần này ngươi phát đạt, nếu như nơi này thật chôn giấu lấy một cái long đế mà nói, tùy tiện lấy được một ít đồ, đối với ngươi tới nói, đều là chí bảo. Bạch Ma trong mắt lóe ra quang mang, hắn đối cái kia long hồn tình thế bắt buộc. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, xem thường nhìn xem Bạch Ma nói, ngươi một cái sống sót đại đế đều không có tác dụng gì, chết đi lại có giá trị gì. Ách, Bạch Ma nhất thời im lặng, không biết như thế nào phản bác. Đột nhiên, Tiêu Phàm tà tà cười nói, hay là nói, trên người ngươi cũng có khó lường đồ vật, tất nhiên như thế, vậy ngươi tùy tiện cho một kiện đến sử dụng. Không có, ta trên người tất cả, đều ở lúc trước cùng trường sinh trong trận chiến đó hủy đi. Bạch Ma vội vàng lắc lắc đầu, bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. A, à, Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, hắn mặc dù cùng Bạch Ma tán gẫu, nhưng hắn cũng một mực chú ý đến sơn cốc bên trong động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ma nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái kia trận pháp đột nhiên không có. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem sơn cốc bên trong, vừa mới rõ ràng còn có trận pháp a, làm sao đột nhiên liền không có đây? Không có, vậy còn thất thần làm cái gì? Bạch Ma lắc mình một cái, liền hướng lấy sơn cốc bên trong phóng đi, Tiêu Phàm còn không kịp ngăn cản, Bạch Ma cũng đã chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem sơn cốc bên trong. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, vừa mới còn tồn tại trận pháp, làm sao đột nhiên liền không có đây. Nếu như nơi này thực sự là long tộc táng địa mà nói, long đằng phủ hẳn là trọng binh chấn giữ mới đúng a. Có thể hiện tại, quá thuận lợi, tựa như có người cố ý nhường bọn họ đi vào một dạng. Cố ý để cho chúng ta đi vào, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng gầm lên giận dữ nói, đáng chết Bạch Ma, cho ta trở về. Hô, vừa mới bay vụt ra ngoài Bạch Ma, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, mặt lộ không cam lòng, gần như gào thét cho Tiêu Phàm truyền âm nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Cho ta trở lấy, Tiêu Phàm hung hăng chừng Bạch Ma một cái. Bạch Ma khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này cũng quá nhạy cảm, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt ha, lại không đi chiếm lấy long hồn, khả năng liền không có cơ hội. Thật không biết ngươi là như thế nào trở thành đại đế, dựa vào một cái, dũng, chữ sao. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Bạch Ma nói, sau đó đem bản thân hoài nghi cùng Bạch Ma nói một lần. Hồi tưởng lên trước đó sự tình, Bạch Ma cũng cảm thấy có chút không đúng trải qua, bọn họ đi đến nơi này thực sự quá thuận lợi. Ngươi ý là, long đằng phủ cố ý để cho chúng ta tiến đến. Bạch Ma híp híp hai mắt, trong giọng nói vẫn còn có chút khinh thường. Đã từng thân làm đại đế hắn, làm cái gì đều là thẳng tới thẳng lui, nơi nào nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy, bởi vì hắn căn bản là không có tất yếu suy nghĩ vấn đề. Mặc kệ có phải hay không, hiện tại cự ly Hừng Đông còn sớm đây, chúng ta trước chờ lấy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Làm Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lẳng lặng chờ đợi thời khắc, một chỗ núi rừng bên trong, ba đạo thân ảnh cực tốc chạy trốn. Y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi, ẩn ẩn còn dính nhuộm vết máu. Đại trưởng lão, bọn họ không có đuổi tới. Chốc lát sau đó mấy người mới dừng lại, trong đó một cái hắc y nhân mở miệng nói, chạy được tức giận không được đón lấy tức giận. Đáng chết, nếu như để cho ta biết rõ, là ai cố ý bại lộ chúng ta, ta nhất định phải nhường hắn sống không bằng chết. Một cái khác hắc bào nhân phẫn nộ quát, ba người bỗng nhiên ngừng thân hình. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này,
tất nhiên có thể nhận ra hắn, hắn không phải kẻ khác, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp. Bọn họ tiềm phục tại sơn cốc bên ngoài, chờ lấy cơ hội tới gần sơn cốc, có thể đột nhiên, một đạo nổ vang ở bên cạnh họ truyền ra, nếu như không phải bọn họ chạy nhanh, vừa mới khả năng đã bị Long Đằng phủ tu sĩ truy sát. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tùy ý dò xét tính một kích, dĩ nhiên đập ra lại là Huyền Diệp, không biết sẽ có gì ý nghĩ, đoán chừng sẽ cười không ngậm miệng được. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cái thứ ba hắc bào nhân mở miệng nói, trong mắt lóe qua vẻ không cam lòng. Hừ, muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài, một mình chiếm lấy Long Đằng phủ bảo bối, có thể nào nhường bọn họ như ý? Huyền Diệp sát khí nặng nề nói, nếu như ta không lấy được, người nào cũng đừng muốn lấy được. Đại trưởng lão, chúng ta không nên từ bỏ những cái kia long hồn, chỉ cần lấy được một sợi, chúng ta tu vi có lẽ có thể tiến thêm một bước. Cái thứ nhất hắc bào nhân không cam lòng nói. Huyền Diệp tự nhiên biết rõ cái này đạo lý, nhưng hắn như thế rời đi, tự nhiên là không thể nào. Chúng ta lại lượn quanh đi qua, có lẽ còn có những người khác phát hiện sơn cốc bên trong bí mật cũng không nhất định, đến lúc đó chúng ta thừa dịp loạn làm một chút long hồn. Huyền Diệp hít sâu một cái nói, ba người thương lượng một phen, tha mấy đầu đường, lần nữa hướng về long tộc táng địa tới gần. Nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, bọn họ lại đi tới sơn cốc một bên khác. Nhìn thấy sơn cốc bên trong bình tĩnh như thường, ba người trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hiện tại còn không có người xâm nhập? Bất quá tưởng tượng, cái này hình như là chuyện tốt, không ai xâm nhập sơn cốc, cũng liền nói rõ tạm thời còn không có người chiếm được long hồn, Long Đằng phủ người cũng không có phát hiện, kể từ đó, bọn họ lấy được long hồn cơ hội cũng rất lớn. Đại trưởng lão, cái kia trận văn tản đi, có thể là trận pháp triệt hồi. Trong đó một cái hắc y nhân mở miệng nói, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Đi vào, Huyền Diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiềm nhập sơn cốc bên trong, cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ lỡ. Ha ha, Long gia nằm mơ cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ lần nữa trở về a. Mặt khác hai cái hắc y nhân trên mặt cũng hiện lên sán lạn thiếu dung, không chút do dự đi theo. Triệt hồi trận pháp, bọn họ muốn lấy được long hồn cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Bọn họ căn bản không nghĩ thần văn tại sao triệt hồi nguyên nhân. Ba người mục tiêu minh xác, trực chỉ cái kia mấy đạo kim sắc long hồn vị trí, mắt thấy cự ly trong đó một đạo kim sắc long hồn càng ngày càng gần, ba người trên mặt tiếu dung càng ngày càng đậm. Ha ha, đại trưởng lão, đầu này long hồn là chúng ta. Trong đó một người cảm nhận được cái kia kim sắc long hồn bên trong phát ra bàng bạc lực lượng, tức khắc kinh hỉ như điên. Long Uyên cái kia lão đầu dám thay Tiêu Phàm nói chuyện, chúng ta liền dám trộm long ra tất cả long hồn. Huyền Diệp thần sắc băng lãnh, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Huyền Diệp trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, mặt đều đổi xanh. Lại là một tiếng nổ vang, cùng trước thanh âm mô hình một dạng, Huyền Diệp ba người tâm nháy mắt lạnh xuyên tim. Đừng chạy, một tiếng quát như sấm vang lên. Ngay sau đó vô số đạo bóng người từ tứ phía bát phương gào thét mà đến, Huyền Diệp bọn họ vị trí địa phương cũng đột nhiên bị quang mang bao phủ. Lần này, ba người muốn chạy trốn đều không thể nào, đối phương quá nhiều người, hơn nữa tựa như sớm có chuẩn bị, lại làm sao có thể nhường bọn họ chạy trốn đây? Là ai? Huyền Diệp trong lòng gầm thét không thôi, hắn trong lòng đem cái kia bại lộ bọn họ vị trí người tổ tông 18 đời đều thăm hỏi 100 lần. Trước đó lần thứ nhất cũng liền được rồi, bây giờ dĩ nhiên lại tới một lần, tựa như hận không thể bản thân chết ở long gia trên tay một dạng. Nguyên lai là Huyền Diệp trưởng lão. Đột nhiên, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên, không trung phía trên, một cái hôi bào lão giả cười nhạt nhìn xem Huyền Diệp. Long Uyên, Huyền Diệp trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ đến bản thân vừa mới còn nghĩ trả thù Long Uyên, có thể hiện tại bản thân nhanh như vậy liền muốn rơi vào trong tay hắn. Trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người tiềm phục tại một gốc cổ thụ phía trên, đợi rất lâu, cũng không có đợi đến cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, Bạch Ma tức khắc hơi không kiên nhẫn, coi là Tiêu Phàm chuyện bé xé ra to. Tiểu tử, ngươi không phải là sợ chưa? Bạch Ma xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Sợ hãi, Tiêu Phàm cười lạnh, hắn Tiêu Phàm trong từ điển còn chưa bao giờ từng có sợ hãi hai chữ. Lập tức trong tay hắn lại xuất hiện một khỏa thạch đầu,
nói, đã ngươi không tin, thử lại một lần chẳng phải biết. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay đánh xuất thủ bên trong tiểu thạch đầu, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, chốc lát sau đó, lại truyền tới một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ trong cổ lâm xông ra, nháy mắt vây Tiêu Phàm đánh ra ngoài cục đá rơi vào địa phương. Ngươi nhìn, cái này trong cổ lâm đâu đâu cũng có người, liền chờ lấy chúng ta xa lưới đây. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Lần này, Bạch Ma xác thực tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, dạng này xông đi lên, đừng nói lấy được long hồn, đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở thành tù nhân. Thế nhưng là, mình cũng tổng không thể ở trong này nhìn xem, không hề làm gì a, dạng này là càng thêm không có khả năng lấy được long hồn. Có lẽ, đã đến thu lưới thời điểm a. Tiêu Phàm thật sâu hít khẩu khí. Ong ong vừa dứt lời, chung quanh sơn cốc đột nhiên lại có từng đạo hà quang lấp lóe, ngưng kết thành một màn ánh sáng, bao phủ cả tòa sơn cốc bên trong hết thảy đều chiếu sáng vô cùng. Bại lộ, Bạch Ma kinh ngạc nói, cũng đã làm xong cướp đoạt long hồn chuẩn bị. Người dạng này xông đi lên, là không thể nào lấy được long hồn. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần chắc chắn, híp hai mắt nhìn về phía phương xa. Đều ra đi, đồng thời, một đạo đạm mạc thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, thanh âm này, dường như biết được tất cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.